Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội được tâm tình học hỏi cùng ông anh chị em trong 4 buổi tối trong tháng 3 này. Nguyện xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ mở lòng của chúng ta một cách khiêm nhường để chúng ta được đối diện với lời của Chúa, nhắc ôn lại cho chúng ta một lần nữa và cũng thêm sức cho chúng ta những gì chúng ta đã biết rồi mà chúng ta đã không có làm trọn được, thì chính Chúa cũng sẽ thêm sức để chúng ta có thể làm. Vì không ai trong chúng ta có thể làm được theo lời Chúa bằng sức riêng của mình. Thì trong trong 4 buổi học của chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về tại sao hôn nhân nó có quá nhiều nỗi đau buồn thay vì hạnh phúc, như là Đấng đã tạo dựng hôn nhân là Chúa muốn điều tốt lành nhất cho chúng ta, mà trên thực tế thì chúng ta lại không có được mấy người mà đạt được cái sự thỏa nguyện. Hôn nhân là một món quà quý báu nhất mà Chúa cho. Thì chúng ta sẽ cùng học với nhau cái nguyên nhân. Hôm nay, trong từng vai trò của người Chúa đặt để. Rồi tuần sau chúng ta sẽ nói với nhau một chút về hôn nhân là để chúng ta đáp ứng nhu cầu lẫn nhau. Thì nhu cầu của chồng, của vợ là như thế nào? Và cả hai có hiểu được nhu cầu của nhau hay không? Và có sẵn lòng đặt cái nhu cầu của người mình yêu dấu mà Chúa đang để cho mình đó trước cái quyền lợi, ước mơ, hạnh phúc, nhu cầu của mình không? Rồi đến tuần thứ ba chúng ta sẽ nói với nhau một điều rất là phổ biến ở trong hôn nhân là vấn đề đối thoại, vấn đề nói chuyện với nhau. Trong lời nói, rất là nhiều cặp vợ chồng đã không có được vui thỏa với nhau chỉ vì lời nói. Rồi cái cách chúng ta sẽ cùng giải quyết những cái nan đề ở trong hôn nhân. Và rồi cái tuần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng học với nhau về cách nuôi dưỡng hôn nhân ngày càng trở nên tươi mới. Và chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc. Thương mình chị em, theo cái dữ liệu mà chúng ta thấy tình hình hôn nhân hiện nay trên thế giới, thì chúng ta thấy là chuyện ly hôn nói chung trên thế giới thì càng ngày càng gia tăng, và tỷ lệ ly hôn ở tuổi trung niên cao hơn thì càng ngày càng nhiều. Còn ở các quốc gia thì chúng ta thấy là cái đám cưới thì lại càng ngày càng bớt đi. Tại sao? Là tại vì những cái người kết hôn đó, cái số người kết hôn càng ngày càng giảm so với những thập niên trước đây. Là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân là vì có nhiều người, có càng nhiều người trẻ tuổi không muốn lập gia đình. Còn một số người nữa thì lại lập rất là muộn, không có muốn lập gia đình sớm như thời của ông bà cha mẹ trước đây. Rồi một cái luồng mới, một cái luồng sống mới đang ào ạt dâng trào trong cái giới trẻ, mà nó cũng lần lượt nó cũng len lỏi vô trong những người lớn tuổi nữa. Tức là những cặp vợ chồng sống chung mà không có đăng ký kết hôn càng ngày càng trở nên phổ biến. Các em nhỏ, con em của chúng ta bây giờ đó thì nó học đòi theo cái luồng sống của xã hội ngày nay, là nó chỉ muốn sống mà không có trách nhiệm, thích thì sống, không thích nữa thì chia tay. Cho nên nó không có muốn có cái tờ hôn thú ràng buộc nó, và nó cũng không có muốn con cái ràng buộc. Và chúng ta thấy thêm một điều nữa, Chúa nói thời kỳ cuối cùng càng tới thì đạo đức càng suy đồi, cho nên người ta đã đi ngược lại với lời Chúa. Thay vì hôn nhân là Chúa kết hợp một nam một nữ, thì bây giờ hôn nhân đồng tính càng ngày càng nhiều và lan tỏa như một vết dầu loang trên cả thế giới. Và vì cái ly dị nhiều như vậy cho nên vấn đề mẹ đơn thân mà nuôi con, cũng như có một số cha đơn thân nuôi con, thì càng ngày lại càng tăng. Riêng ở nước Mỹ của chúng ta ở đây thì cái thống kê năm 2020 vừa rồi này là 40%
của những cặp hôn nhân là ly dị. Thế nhưng trong 60% của hôn nhân mà còn chưa có ly dị đó, còn lại đó, thì theo cái thống kê mà họ tìm ra, thì trong năm 2020 thì chỉ có 4% của 60% còn lại mà chưa ly hôn, thì chỉ có 4% thì người ta mới xác nhận rằng mình có hạnh phúc. Thì chúng ta tưởng tượng nếu như vậy thì còn lại là 56% kia là chưa có ly hôn, vẫn còn sống ở trong hôn nhân đó. Thì thật ra thì rất là đông những người trong số đó họ chưa có ly hôn về giấy tờ, chưa có đưa nhau ra tòa ly dị. Nhưng mà thật ra họ cũng đã ly hôn trong cái tình cảm, trong mối liên hệ. Họ sống chung, vẫn còn sống chung một cái nhà đó, nhưng mà họ không hề chung sống với nhau một cuộc đời. Và lý do họ không có tính chuyện hôn nhân hoặc là chưa tính chuyện vì còn có rất là nhiều lý do ràng buộc khiến cho họ chưa làm. Và chúng ta thấy cái điều đáng buồn, thưa ông bà chị em, là cái thực tế đó nó đã len lỏi vào trong cộng đồng con dân Chúa, chứ không phải chỉ là bên ngoài mà thôi. Thì chúng ta thấy hôm nay chúng ta học là lý do tại sao chúng ta chỉ nói ở trong vòng của chúng ta là những người con cái Chúa, là biết Chúa rồi, thì tại sao hôn nhân vẫn có quá nhiều đau thương và cũng có càng ngày càng nhiều người ly dị. Chúng ta xem lại, cha yêu dấu của chúng ta là Đức Chúa Trời, khi mà Ngài tạo dựng đến con người thì Ngài cũng là đấng tạo dựng hôn nhân gia đình. Và trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã ví sánh Ngài với dân sự của Ngài như là người chồng đối với người vợ. Ô-sê, ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Rồi qua đến Tân Ước, chúng ta thấy hình ảnh chồng vợ một lần nữa lại được xuất hiện. Chúa Giê-xu là chàng rể và hậu thánh là cô dâu, và Chúa đã đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ và chuẩn bị để đem chúng ta về dự tiệc cưới chiên con. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa lại dùng hình ảnh chồng vợ để nói với chúng ta. Như vậy thì có bao giờ ông bà chị em suy nghĩ tại sao Chúa lại dùng hình ảnh chồng vợ ở trong Cựu Ước lẫn Tân Ước khi Chúa nói về mối liên hệ giữa Chúa với con cái của Ngài? Nếu như trên đời này còn có một cái tình nào mà nó sâu đậm hơn, nó ý nghĩa hơn, nó tuyệt vời hơn là tình yêu vợ chồng, thì tôi nghĩ rằng Chúa đã lấy cái tình yêu đó để Chúa ví tình yêu Chúa yêu chúng ta, phải không bạn chị em? Tại vì đâu có ai yêu tình yêu nào cao hơn tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Nhưng mà Chúa ví là chồng vợ, thế có nghĩa là tình yêu vợ chồng phải là một tình yêu rất là tuyệt vời, rất là nhạt nhiệm màu, cho nên Chúa mới ví Chúa là chồng và chúng ta là vợ. Nhưng mà sao trên thực tế lại có quá là nhiều niềm đau trong hôn nhân thay vì là hạnh phúc? Tại sao từ tình yêu thuở đầu tiên lại biến ra những cái mối u sầu thảm họa? Trong ánh sáng của lời Chúa, hôn nhân, nguyên nhân chính mà gây ra nan đề trong hôn nhân giữa vòng con cái Chúa là rất là rõ ràng, có 3 lý do rất là rõ ràng. Tôi không nghĩ thêm một lý do nào nữa. Lý do thứ nhất là vì vợ chồng không đặt Chúa làm chủ hôn nhân, chủ đời sống của mình. Thứ hai là cả hai vợ chồng không hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân, ý nghĩa thực sự của hôn nhân mà Chúa tạo dựng ra là để làm gì. Và thứ ba là vợ chồng không làm đúng vai trò mà Chúa đã đặt để cho từng người. Hôn nhân không phải là một cái đích đã tới trên con đường hẹn hò. Hai đứa khi hẹn hò với nhau thì cố gắng hết sức để làm vừa lòng nhau. Rồi bây giờ đám cưới là coi như là xong rồi, cuối đường rồi, hai đứa ngồi phịch xuống để mà nghỉ ngơi và chờ đợi phần thưởng. Nhưng mà trái lại, hôn nhân là một cánh cửa mở vào một hành trình mới với nhiều trách nhiệm và thử thách rất là cam go. Hạnh phúc không phải là món quà cho không, chờ cho cái người bạn đời của mình dọn tiệc lên cho mình ăn. Rồi nếu mình ăn không có vừa miệng thì mình cao có bực bội, thay vì mình xén tay lên góp phần để cùng xào nấu. Hôn nhân không phải là thuyền tình cập bến, mà thuyền tình chuẩn bị ra khơi. Chắc chắn biển cả chờ đón, có rất là nhiều giông bão,
Nhưng mà có một điều tuyệt vời là nếu cái hôn nhân đó mời Chúa ở trong thuyền của mình, ở trong hôn nhân của mình, ở trong cuộc đời của mình, thì nhường cái tay lái của con thuyền đó cho Chúa, thì Ngài sẽ đưa cái thuyền của chúng ta vượt bao nhiêu sóng gió mà đến bến bờ bình an. Và ý nghĩa thật của hôn nhân là khi mà Chúa tạo dựng hôn nhân là cả hai cùng bỏ chính mình để mà cùng vun đắp một đời sống hoàn toàn mới. Không còn là đời sống độc thân, mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà bây giờ mình là của nhau, thì mình sẽ sống vì nhau. Hai đứa hợp lại thành một đời sống hoàn toàn mới, đi trong đường lối của Chúa, tin chắc rằng Chúa ở cùng, Chúa sẽ ban sức, và cả hai yêu thương nhau bằng một tình yêu gắn bó trọn đời với nhau, bằng một cảm xúc của trái tim, bằng sự hiểu biết của lý trí và cái quyết tâm của ý chí. Người yêu dấu tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người yêu dấu tôi, như là trong Nhã Ca đoạn 6 câu 3. Nếu mà con người không thích theo cái đường lối của Đấng tạo dựng ra mình, tạo dựng ra hôn nhân, để chọn cách sống trong hôn nhân theo cái ý riêng của mình, thì hậu quả chắc chắn sẽ đến là xào xáo, đau buồn, đổ vỡ, như chúng ta thấy trong cái lời nói đầu tiên của tôi, là đã quá nhiều đau thương, ly dị xảy ra càng ngày càng nhiều trên thế giới ngày nay, chỉ vì người ta muốn sống hôn nhân theo ý riêng của người ta. Mà thương mình chị em, không có con đường thứ ba nào đâu. Một là nếu chúng ta đi trong đường lối của Chúa, dạy về hôn nhân, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tiên vị của thiên đàng, phước hạnh vô cùng. Và cái người nào bước trong đường lối của Chúa sẽ kinh nghiệm điều đó. Còn nếu mà chúng ta không muốn làm theo ý của Chúa, chúng ta chọn cách sống trong hôn nhân theo ý riêng của mình, thì không chỉ là đổ vỡ, đau buồn, mà còn phạm tội trọng với Chúa. Tại sao cái chuyện hôn nhân của tôi với nhau, hai vợ chồng, nó có dính gì tới Chúa? Dạ thưa có, là bởi vì Chúa tạo dựng ra mình, Chúa tạo dựng ra hôn nhân, mà bây giờ Chúa chỉ dẫn cho mình cái phương cách để được hạnh phúc. Mà mình vì lòng kiêu ngạo, không có tin nơi Chúa, không đầu phục thẩm quyền của Chúa, cho rằng đường của Chúa chỉ dẫn hôn nhân đó không có đúng. Đường của con đi thích hơn, con mới là trúng, con không có làm theo lời Chúa được. Và vì mình cho rằng mình khôn hơn đó, cho nên mình phạm tội trọng là mình khinh thường Chúa và mình không vâng phục Chúa. Và trong sự khôn ngoan vô hạn của Cha Thiên Thượng của mình, Cha đã tạo dựng con người không sống một mình. Thưa mà chị em, loài người là một sinh vật xã hội tính. Chúa nói là loài người ở một mình không tốt. Và khi đầu tiên Chúa tạo dựng con trai của Chúa là Adam, rồi Adam đi ra, đi vô, đi tới, đi lui, làm cái việc Chúa giao là đặt tên cho bao nhiêu loài thú. Nhưng mà ông đi tới đi lui rồi thấy cặp thú nào cũng có đôi, mà ông không thấy có một người nào giống như mình hết. Tại vì những con thú không thể nào giống ông được. Và Chúa thấy được cái sự thiếu sót của Adam, cho nên Chúa nói con trai ta ở một mình không tốt. Nguyên văn là loài người ở một mình không tốt, nhưng mà khi Chúa nói câu đó là mới có một mình Adam. Và vì Chúa thấy là con trai của Chúa ở một mình không tốt, cho nên Chúa mới tạo ra người nữ. Chúng ta thấy như vậy thì người nữ của chúng ta được tạo dựng ra là cho con trai của Chúa, cho người nam của Chúa. Thành ra trong Corinto có nói là không phải là vì người nam, vì cớ người đàn bà mà được sanh ra, nhưng mà người nữ vì cớ người đàn ông mà được dựng nên. Thành ra cái mục đích đầu tiên của chúng ta thấy là vì cho con trai của Chúa được hoàn chỉnh, được tốt hơn, có một người bạn đồng hành, thì Chúa tạo chúng ta ra. Và Chúa nói rằng vì người người ở mình không tốt, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai đều trở nên một thịt. Trong Thánh Thế Ký đoạn 2 câu 24, thì ba động từ là lìa, dính díu và trở nên một thịt chỉ ra cho chúng ta thấy ba mục đích của hôn nhân. Mục đích thứ nhất là lìa, có nghĩa là bắt đầu một cuộc khởi hành mới, rời khỏi, lìa khỏi cái mái ấm của cha mẹ để mà bước vào làm một với cái người bạn đời mà Chúa đã sắp xếp, và cả hai bước vào một cuộc đời mới, một tổ ấm mới. Chữ dính díu
thì trong cái tiếng nguyên văn của tiếng Hebrew là tiếng viết cựu ước thì có nghĩa là dán dính lại với nhau. Thì nếu như chúng ta cố gắng phân hai cái tờ giấy đã dán lại với nhau thì chắc chắn hai tờ giấy sẽ cùng rách hết. Như vậy chúng ta thấy cũng tổn thương hết. Như vậy nếu mà chúng ta cố gắng, hay là chính hai người đó cố gắng tách ra, hoặc là một người thứ ba cố gắng tách hai cái người vợ chồng mà Chúa đã dán dính lại đó, thì chắc chắn là cả hai đều tổn thương. Không phải chỉ cả hai tổn thương mà còn hệ lụy đến con cái sau này đau thương vô cùng. Những thống kê cho biết những em mà bụi đời, những em sa vào những cái tội phạm pháp, những vào nghiện ngập đi con đường tội lỗi, hút sách, rượu chè, bỏ học, là 85% các em đó đã lớn lên trong gia đình cha mẹ đổ vỡ, cha mẹ có nan đề. Thành ra chúng ta thấy nếu mà vợ chồng cung hiến tình yêu cho nhau, bước vào một đời mới là tôi thuộc về người yêu tôi và người yêu tôi thuộc về tôi, mình không còn là của mình nữa, như trong Corinto đoạn 7 có nói rất rõ đó, là vợ không còn là của vợ và chồng cũng không còn là của chồng, mình là của nhau. Thì nếu mình sống y như lời Chúa như vậy đó thì mình sẽ hiệp lại là một, thành nỗi buồn của anh sẽ là nỗi buồn của em và niềm vui của em cũng là niềm vui của anh, không còn riêng nữa, hai đứa là một, dán kín lại với nhau, một cuộc đời, một trái tim, một ước vọng, một niềm vui, một nỗi buồn. Nhưng mà nếu mà cái sự hiệp nhất đó không có ở trong hôn nhân thì cuộc hôn nhân đó chỉ là một cuộc hôn nhân trống rỗng và chắc chắn sẽ dẫn đến rạn nứt. Rồi Chúa nói là hai người trở nên một thịt thì mình nghĩ nó có liên quan đến tình dục, nhưng mà thật ra nó còn xa hơn là vấn đề tình dục. Nó không phải chỉ là liên quan vấn đề là một trong thể xác, mà hai người sẽ cùng chia sẻ mọi sự họ có, không phải là thân thể mà vật chất, niềm vui, nỗi buồn, cảm giác, hy vọng, sợ hãi, thành công, thất bại. Và chỉ có sự chết mới chia lìa người mà Chúa đã kết hiệp. Thì chúng ta thấy khi mà Chúa kết hợp như vậy thì chúng ta sẽ thấy là một cái điều, cái niềm vui rất là lạ mà những người mà độc thân không có bao giờ có thể kinh nghiệm được, cái niềm vui của cuộc sống lứa đôi. Vợ chồng như là hai cái cánh của cái kéo, hai cả hai đi ngược chiều nhau nhưng mà sẽ cắt đứt tất cả những gì ở giữa hai cái cánh kéo. Chúng ta thấy Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Chúa. Vì thế, địa vị và giá trị của người nam và người nữ trước mặt Chúa là bằng nhau. Tôi nhắc lại nha, vì tất hai cả cả nam cả nữ đều là con cái của Chúa và Chúa tạo dựng, cho nên giá trị và địa vị của nam và nữ trước mắt Chúa là bằng nhau, là ngang nhau. Nhưng mà vai trò và nhiệm vụ thì lại là khác nhau, để bổ sung và gây dựng cho nhau trong cuộc đời mới của hôn nhân. Nếu chúng ta không hiểu được cái điều đó thì chúng ta nghĩ là hai đứa ngang nhau, cho nên chuyện gì anh làm được là em làm được, thì mình lại hiểu lầm cái, mình hiểu sai cái ý muốn của Chúa. Giá trị và địa vị, yes, thì mình ngang nhau, nhưng mà vai trò và nhiệm vụ thì Chúa phân rất là rõ ràng. Để chúng ta làm đúng vai trò của mình thì hạnh phúc sẽ đến. Kinh Thánh đã định nghĩa thế nào là một gia đình hạnh phúc, một gia đình cơ đốc. Một gia đình cơ đốc hạnh phúc là một gia đình đi theo các nguyên tắc của Kinh Thánh. Và trong đó, mỗi thành viên đều hiểu rõ và nhờ ơn Chúa để hoàn thành vai trò mà Đức Chúa Trời giao cho mình. Thì kết quả chắc chắn nó sẽ có như là lời hứa của Chúa. Một bức tranh đẹp nhất về hôn nhân gia đình ở trong Kinh Thánh là Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Chúa đang nói về người nam là người lãnh đạo trong gia đình đó. Phước cho cái người nam là người đầu, là người leader, lãnh đạo ở trong gia đình, mà người đó bước đi trong đường lối kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, thì người đó sẽ được hưởng thành quả của tay mình, được phước, được thịnh vượng. Đó là những cái lời hứa mà Chúa dành cho người đàn ông, người chồng, người cha làm lãnh đạo trong gia đình. Nếu người chồng kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, thì Chúa thưởng là làm cái tay của mình làm việc gì thì nó sẽ thành công và thịnh vượng. Còn người vợ của
cái người đó là cái người kính sợ Chúa đó sẽ ở trong nhà và thạnh như là cây mâu, cây nho, thạnh mậu, cây nho sai trái. Cái chữ sai trái, cái chữ thạnh mậu trong Kinh Thánh nó bày tỏ một sự thỏa lòng, hết sức là thỏa lòng một người vợ được có một người chồng kính yêu Chúa, dẫn dắt mình đi trong con đường của Chúa thì là một người vợ ở trong nhà thỏa lòng, sung mãn. Rồi con cái người ở chung quanh bàn khác nào những chồi ô liu. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Mà chị em biết cái này đó, thì Chúa nói trong Thi Thiên 128 này, trong cái bối cảnh của người Do Thái, thì là tôi nói chút xíu để ông bà chị em hiểu. Không biết là tự nhiên ví người vợ là cây nho, rồi ví người con là những chồi ô liu, thì cái nho và ô liu đối với mình người Việt Nam nó rất là xa lạ. Nhưng mà đó là hai cái cây nổi bật nhất của miền Trung Đông. Cây nho là sản xuất những trái ngon ngọt nhất, và đó là cái nền kinh tế chính với lại cây ô liu. Và cây nho sai trái tức là nói lên một cái nguồn lợi mà không phải là phước hạnh trong gia đình. Mà chúng ta thấy là Do Thái là một đất nước nhỏ bé, nhưng mà họ có thể cung cấp những trái nho rất là ngon cho cả các nước xung quanh nữa. Rồi những cái cây ô liu là một cái cây mà có sản phẩm là bậc nhất trên thế giới, cây ô liu ở vùng Trung Đông và nước Do Thái. Thì chúng ta thấy đặc biệt cái phong tục của người Do Thái đó, khi họ bắt đầu sanh một em bé trong trong gia đình thì họ trồng một cây olive hay là ô liu. Và cái cây ô liu đó thì cái độ tuổi của cái cây ô liu là nó là 2.000 năm. Mà một đời của một em bé lớn lên á, thì mình cho dài nhất là 100 năm. Như vậy thì khi người ta trồng cây ô liu, khi em bé được sanh á, thì cây ô liu vừa lớn thì em bé cũng lớn lên. Nhưng mà Chúa ví là con cái người ngồi xung quanh bàn ăn khác nào những chồi olive. Đây có nghĩa là cái Chúa sẽ ban phước không phải chỉ một đời đó, tại vì cây olive là 20 đời của một người, tại 2.000 năm thì chúng ta thấy là tới 20 đời của con cái. Cái câu này nó trùng nghĩa là Chúa sẽ ban phước ngàn đời cho những kẻ kính sợ Ngài, tức là cây olive mà nó sống tới 20 thế hệ. Thì chúng ta thấy khi mình hiểu được ý nghĩa đó, mình mới thấy cái gia đình mà được người chồng kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối Ngài để hướng dẫn vợ con trên con đường kính sợ Chúa như vậy, thì chắc chắn Chúa sẽ đổ muôn ngàn phước hạnh cho vợ, cho con, cho cháu, cho chắc. Đây là lời hứa của Chúa. Chỉ có 6 câu mà lặp lại 6 lần chữ phước để ban cho cái người lãnh đạo gia đình kính sợ Chúa và dẫn dắt vợ con đó. Thì các bạn, ông mình cho em thấy là dù cho núi dời đồi chuyển thì lời của Chúa vẫn mãi mãi không thay đổi. Chỉ có con người của chúng ta là tự thay đổi, tự đảo lộn mọi sự để tạo cho chính mình những cái sự đau thương như là thế giới đau buồn ngày nay, mà chúng ta thấy càng ngày càng tội ác, càng có những điều mà chúng ta chỉ biết lắc đầu, là bởi vì người nào mà càng đi xa cái con đường Chúa vạch ra thì lại càng lún sâu vào cái sự thảm họa, sự thất bại và đau khổ. Một gia đình hạnh phúc, hôn nhân hạnh phúc là sự cam kết với đấng tạo dựng hôn nhân suốt đời. Thương mình chị em, Chúa đã tạo dựng một nam một nữ kết hợp trong hôn nhân để xây dựng gia đình, thì đây là một giao ước trọn đời, một cam kết trọn đời không thay đổi. Chúa yêu chúng ta, Chúa cũng làm cam kết đời đời với chúng ta. Và khi Chúa muốn chúng ta yêu nhau ở trong tình chồng vợ, Chúa cũng muốn chúng ta cam kết. Và ông bà chị em có nhớ không? Ở khi mà hai bạn trẻ làm đám cưới, thì đứng trước mặt Chúa, đứng trước mặt hội thánh, hai người vợ chồng trẻ đó, hai người đã cam kết trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh, dù vui, dù buồn, dù mạnh khỏe khi đau yếu, hay là dù sang, dù hẹn, thì trọn đời chung thủy, yêu thương, giúp đỡ nhau, và chỉ có sự chết mới chia rẽ hai người. Đó là cái lời mà chúng ta rất là thường xuyên nghe, những lời kết ước, lời giao ước trân trọng trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh trong cái buổi lễ cưới.
Thành ra hôn nhân là tuyệt đỉnh của tình yêu, là một sự kết hợp thiêng liêng mà Chúa dành cho nam và nữ trong một cuộc đời mới, đồng hành để hai người nắm tay nhau bước lên chốn cao hơn và càng ngày càng được giống như Chúa từng bước để trên đường đi về gặp cha của mình trên thiên quốc. Thì hôn nhân đòi hỏi một sự cam kết, một sự kiên nhẫn, một sự cảm thông và tinh thần khoan dung, vị tha, kiên trì với nhau. Hôn nhân còn bao gồm cả cái trách nhiệm, những sự hy sinh thầm lặng, những sự nhường nhịn, những sự bỏ mình, những sự lắng nghe. Hôn nhân không phải là một hợp đồng mà khi thích thì giữ, khi không thích thì xé bỏ. Chúng ta thấy, cảm ơn Chúa, nếu mà gia đình vợ chồng nào mà kính sợ Chúa, được Chúa gìn giữ, chăm sóc, và họ sẽ kinh nghiệm được thế nào là một gia đình phước hạnh trong một đời sống có Chúa làm chủ. Vợ chồng thì chắc chắn có những lúc yếu đuối, sai phạm, nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mình làm gì sai, Đức Thánh Linh trong lòng mình nhắc nhở mình, cảm hóa mình để mình nhận ra lỗi lầm, thì mình lại xin Chúa tha thứ cho mình, rồi hai đứa lại xin lỗi nhau để tha thứ cho nhau, rồi tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa dạy. Thì sống một ngày trong Chúa là một mỗi bước bước lên chốn cao hơn trong tiến trình tâm linh, tại vì đó là mục đích quan trọng nhất và cũng là mục đích cuối cùng mà chúng ta cùng bươn tới. Những người không có Chúa thì họ không có biết cái gì về đời sau, họ không biết gì về Chúa, cho nên họ chỉ có cái đời trước mắt, thì họ nhào lăn vô sống trong những cái mời gọi của thế gian và những cuộc vui trần thế. Nhưng mà những cuộc vui đó chúng ta thấy là những cuộc vui tạm bợ, vui qua lâu, sầu ở lại lâu dài. Rồi họ lại lao vào những cuộc vơ vui khác. Nhưng mà chỉ có chúng ta là những người được Chúa chuộc, Chúa mở mắt tâm linh, Chúa ở trong lòng, thì chúng ta mới trở thành một con người mới. Chúa cho chúng ta mặc cái địa vị là con trai, con gái, công chúa, hoàng tử của vua nước trời. Chúng ta hoàn toàn khác. Chúng ta vẫn sống trên thế gian, nhưng chúng ta không hòa với thế gian, vì chúng ta biết mình là ai. Mình đã bắt đầu là con của Chúa. Rồi mình đang chuẩn bị để mà từng bước, mình biết rằng cha của mình, người chồng, chàng rể, đang đi sắm sẵn cho mình một chỗ, và Ngài sẽ trở lại, không biết chừng nào trở lại, mình đang đón chờ, có thể tối nay, có thể ngày mai, có thể tuần tới, mình không biết được, nhưng mà Chúa muốn mình phải chực cho sẵn, vì Chúa đến trong giờ các con không ngờ, Chúa nói như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta có cái mục đích như vậy, thì cái chuyện trần gian nó phải là cái chuyện mà chúng ta không có quan tâm tới. Chúa cho đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng, là hai vợ chồng cứ vui thỏa với nhau, làm sao đứa này nhắc đứa kia để được càng ngày càng giống, trở nên giống như Chúa, càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, phục vụ Chúa nhiều hơn, và trong cái điều đó hạnh phúc hơn tất cả những hạnh phúc. Chứ không phải nghe nói ô sao mà nghe, sao mà chán quá vậy, sao mà con cái của Chúa rồi chỉ có tối ngày làm theo lời Chúa không. Không, không, nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta chưa hiểu được cái hạnh phúc của một người làm theo lời Chúa. Và tôi tin rằng ông bà chị em ở đây là những người có mặt ở trong tối nay, là những người rất là yêu mến Chúa, rất là trung tín với Chúa thì mới có mặt ở đây, phải không ạ? Thì đã kinh nghiệm ít nhiều thế nào khi chúng ta vâng lời Chúa, thì chúng ta đã hưởng được cái sự bình an ở trong lòng, niềm vui thỏa, nó không từ ngoại cảnh ban cho. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta thất bại, mà chúng ta thấy vẫn vui, bởi vì cái niềm vui của Chúa, có Chúa ngự trị trong lòng của chúng ta. Thì chỉ có những người có Chúa mới thấu hiểu được mục đích và giá trị của một đời sống yêu kính Chúa với tất cả thân hồn linh là như thế nào, và yêu kẻ lân cận như mình, như là Chúa dạy. Và cái người lân cận đầu tiên là người phối ngẫu của mình, chung sống với mình, là một với mình, cùng vui cùng buồn với mình. Thì Chúa muốn mình yêu người lân cận như mình. Không, mà chị em thấy không, cái thứ tự, cái chương trình, cái cách mà Chúa sắp xếp cho hôn nhân là như vậy. Hôn nhân là sự kết hợp rất là thiêng liêng của Chúa dành cho một nam một nữ. Trong cái chữ hôn nhân, tiếng Do Thái á, thì nó là một cái tiếng ghép của hai chữ Chúa và lửa. Thì nếu mà chúng ta lấy chữ Chúa ra khỏi hôn nhân thì trong hôn nhân chỉ còn lửa, lửa địa ngục mà thôi. Thành ra chúng ta thấy nếu một hôn nhân vững bền, hạnh phúc
kinh nghiệm được thế nào là tuyệt vời chỉ có trong hôn nhân, là không phải là hai mà là ba, chứ không phải là hai trở nên một mà là ba, là có đấng tạo dựng hôn nhân ở giữa vợ chồng. Và mình làm cái gì mình cũng nghĩ là làm điều đó có đẹp lòng Chúa không, không phải là ý anh, không phải là theo ý em, mà hai đứa cùng nghĩ ý Chúa trong chuyện này như thế nào. Nếu mà cả hai vợ chồng đều thấu hiểu được cái ý nghĩa mà Chúa tạo dựng hôn nhân như vậy, đừng có loại Chúa ra, hai đứa muốn gì thì cứ sống với nhau như vậy mà không cần biết Chúa có đẹp ý hay không, thì chắc chắn hôn nhân sẽ xào xáo. Các ngươi chưa đọc sao? Trong Matthew đoạn 19 câu 4 câu 6, các ngươi chưa đọc sao? Từ buổi ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam người nữ và phán rằng vì lý do đó người nam sẽ lìa cha mẹ kết hợp với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Như vậy cả hai không còn là hai nữa mà chỉ là một. Vậy loài người không được phân rẽ những người mà Chúa đã kết hợp. Loài người không được phân rẽ kẻ Chúa kết hợp, không phải là người thứ ba phân rẽ hai đứa. Không chỉ là như vậy, nhưng mà cả hai cũng không được phân rẽ nhau. Thành ra chúng ta thấy trong mục đích quan trọng nhất của hôn nhân cơ đốc là không chỉ cố gắng hết sức để đem hạnh phúc lại cho nhau, mà còn giúp nhau tăng trưởng trong đức tin, ngày một trở nên giống cha của mình hơn, sống kết quả cho Chúa hơn. Bởi vì sao, thưa bạn chị em? Bởi vì cuối cùng đời sống của chúng ta, niềm trông cậy lớn lao nhất, niềm hy vọng, niềm vui rạng ngời mà chúng ta đang chờ đón không phải là những gì của trần gian này, nhưng mà là cõi đời đời mà chúng ta sẽ được về thiên quốc ở với cha chúng ta mãi mãi. Thì đó là chúng ta sẽ được một ngày đối diện với cha của chúng ta, vui thỏa với cha của chúng ta, và không còn những đau thương, bất công, lo nghĩ gì của trần gian này. Thì là con cái của Chúa, chúng ta đi qua đời này như là một người khách lữ hành. Nhưng mà rất tiếc rằng có quá nhiều con cái của Chúa nói là mình tin Chúa, nhưng mà mình chỉ đến gặp Chúa sáng Chủ nhật ở nhà thờ, rồi bỏ Chúa lại trong nhà thờ, mình bước ra mình sống đời của mình, Chúa không có đi theo mình, mình không có muốn Chúa đi theo mình, và mình không có muốn nghe tiếng Chúa, mà Thánh Linh ở trong lời mình nhắc nhở thì mình cũng dập tắt Thánh Linh, mình làm buồn Thánh Linh, Chúa ơi, Chúa đừng nói nữa, con biết hết, Chúa dạy con gì con biết rồi, nhưng mà con chỉ muốn làm theo ý con thôi. Chúng ta thấy đó là những người đã làm cho hôn nhân của mình đổ vỡ, đau thương, mà còn làm cho Chúa rất là buồn lòng. Nhưng mà ông bà chị em ơi, lời Kinh Thánh nhắc nhở chính mình tôi và ông bà chị em là Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10 rằng bởi vì tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Ông bà chị em nghĩ nè, vợ chồng nói chuyện với nhau, đối xử với nhau không có trúng, thì mình có nhớ rằng mình có nhận ra là Chúa nghe lời mình nói, Chúa thấy cái cách đối xử của mình, Chúa thấy cái cách sống của mình hết, và Chúa sẽ nghĩ như thế nào? Thành ra nếu mà mình luôn luôn nhận thức rằng mình nói cái đó mà Chúa có nghe đó, và mình phải chịu trách nhiệm trong lời nói của mình đó, tôi nghĩ là chắc là mình sẽ cẩn thận hơn trong cách mình nói chuyện với nhau, trong cách mình đối xử với nhau. Mà nhiều khi nhiều con cái của Chúa đối xử với bề ngoài, với những người ngoài trong hội thánh thì rất là lịch sự, nhỏ nhẹ, ngọt ngào, mà khi về với nhau, nói chuyện với nhau thì không có một chút ngọt ngào nào hết, không có nhường nhịn nhau gì hết. Trong khi chúng ta đáng lẽ phải hai đứa cùng nâng niu, quý trọng, xây đắp cái tổ ấm mà Chúa cho mình, thì mình lại làm tổn thương cái tổ ấm, làm tổn thương nhau, thì chúng ta lại làm ngược lại lời Chúa rồi. Và không phải làm cho mình bị tổn thương trong thời gian mình có ở đây trên trần gian này, hai đứa tổn thương nhau đã đành, mà mình còn làm tổn thương các con mình biết bao nhiêu. Như nãy tôi nói, biết bao nhiêu em nó không còn tin nơi giá trị của hôn nhân nữa. Nhiều em thiếu niên nói với tôi là cô Tuyết, em không bao giờ lập gia đình. Nói sao vậy? Em thấy ba mẹ em sợ quá rồi, em không có muốn lập gia đình. Thành ra chúng ta đã để một cái hình ảnh không đẹp về gia đình cho con cái, thì chúng ta lại phạm tội với Chúa, phạm tội với con, phạm tội rất là nhiều. Thành ra chúng ta thấy nếu chúng ta làm theo ý riêng, nhưng mà trong cái sự kiêu ngạo, trong cái sự yếu đuối của lòng, chúng ta đã chọn cách sống riêng,
xem hôn nhân và gia đình như là cái trò đùa vậy đó, muốn chọn lựa, muốn thay đổi theo ý của mình như thế nào, và cái hậu quả nó sẽ xảy ra đau thương là như vậy. Thương bạn chị em rất là yêu quý, chúng ta là vợ chồng trong hôn nhân, chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta có tới ba kẻ thù, mà nó không có kẻ thù nào là ngủ hết. Ba kẻ thù chúng ta còn có lúc ngủ, nhưng mà ba kẻ thù của chúng ta lại lúc nào cũng thức 24/24 để tìm mọi cách mà phá hủy hôn nhân của chúng ta. Mà nếu chúng ta đi cờ lơ cờ mơ, không có để ý kẻ thù, chúng ta nghe câu nói rất là nổi danh là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà mình có ba kẻ thù mà mình không có đề phòng, mình không coi có nó đang mình chụp mình, nó nuốt mình giờ nào, thì chắc chắn là mình sẽ bị ngã rồi. Kẻ thù thứ nhất của chúng ta là chúng ta thấy là Satan, là vua của đời này. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 nói rằng Satan ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh anh em, tìm bất cứ cái lỗ hổng nào, giây phút nào mà nó có thể chọc, nó nuốt được, nó cắn xé chúng ta được, mà chúng ta lại không có quan tâm tới nó, thành ra chúng ta lại để cho nó rủ rỉ, nó tìm mọi cách, người nào yếu kiểu nào thì nó sẽ đánh ngay chỗ đó. Mà tại vì chúng ta không có thức tỉnh, Chúa chỉ cho Satan như sư tử rống đó, nó chỉ có quyền đi lẩn dẫn, nó cám dỗ mình thôi, nhưng mà nó không có được quyền hành động trên mình, chỉ trừ trường hợp mình mở cái lỗ tai ra, mình nghe nó, rồi mình làm theo lời nó, là cái đó là cái quyết định của mình. Kinh Thánh nói rất rõ, hãy đến gần Đức Chúa Trời, hãy chống cự ma quỷ, thì sao ạ? Thì nó sẽ lánh xa anh em. Anh nói Chúa cho nó có cái giới hạn, mà tại vì chúng ta, Chúa cho nó cám dỗ mình, để mình phải biết nắm chặt lấy Chúa. Đằng này thì mình lại lắng nghe, mình bơ thờ với Chúa, cho nên mình lại bị tiếng của ma quỷ nó rót vào lỗ tai mình, rồi mình nghe nó là nó nuốt mình mất rồi. Rồi cái kẻ thù thứ hai của chúng ta là cái kẻ thù bên cạnh của chúng ta là Satan, rồi kẻ thù chung quanh của chúng ta là thế gian tội lỗi đầy chung quanh, luôn luôn mở biết bao nhiêu cám dỗ vây lấy chúng ta. Chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta ra đời sống, đi làm, chúng ta chung đụng với thế gian, và thay vì chúng ta là ánh sáng, là muối để mọi người, những người không có biết Chúa đó, nhìn thấy mình, thấy cái vẻ đẹp của Chúa ở trong mình, thì trái lại mình lại bắt chước theo thế gian, mình sống y như những cái người ngoại, giữa vòng người ngoại, mà mình sống còn hơn người ngoại nữa, thì làm sao cái vẻ đẹp của ánh, của muối, chất mặn của muối, cái vẻ đẹp, cái ánh sáng của Chúa phản ánh cho mình được. Chúa nói là đi tới đâu thì rải mùi hương của Đấng Christ ra khắp nơi. Cái cách ăn nói của mình, cách suy nghĩ của mình, cái cách hành xử của mình, thì người ta sẽ thấy cái cô này, cái anh này lạ quá, không có giống mình. Thì đó là cái mà mình đã đem mùi hương của Chúa làm sáng danh Chúa. Thì ông bà chị em thấy không? Chúng ta lại thất bại trong cái sự cám dỗ rình rập của cái kẻ thù bên cạnh chúng ta là Satan. Rồi chúng ta cũng rất dễ mà thất bại cái kẻ thù là thế gian, tội lỗi đang quay quanh chúng ta mỗi ngày. Lại còn có kẻ thù hơn nữa, cái kẻ thù thứ ba nó ở bên trong chúng ta, đó là cái bản ngã hư hoại. Tôi không có làm cái điều mình muốn. Paulo nói là tôi thấy có cái luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính nhất theo tôi. Tôi không làm điều lành mình muốn mà tôi lại làm dữ, làm cái điều dữ mình không muốn. Đó là cái bản ngã, cái xác thịt của mình. Tuy rằng Chúa nói là ai dựng, ai ở trong Đấng Christ thì nãy là người dựng nên mới, phải không ạ? Mọi sự đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cái lòng của chúng ta mới, cái ước vọng mới, chúng ta có Chúa, nhưng mà con người cũ nó vẫn còn sống ở trong thân thể của chúng ta, mà chúng ta phải chiến đấu với nó mỗi ngày. Mà nếu chúng ta không có quan tâm, chúng ta lại chiều theo tư dục. Chúa nói là hãy đầy dẫy Thánh Linh, đừng có làm trọn những điều, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Tức là kẻ thù thứ ba là bên trong chúng ta. Thành ra chúng ta ngã, chúng ta thất bại trong hôn nhân, thương bằng chị em, là vì thứ nhất, chúng ta không đặt Chúa làm chủ. Thứ hai, chúng ta lơ tơ mơ coi thường ba kẻ thù, lắng nghe tiếng của kẻ thù hơn là lắng nghe tiếng của Chúa. Mà tới ba kẻ thù, cho nên chúng ta cứ thất bại. Và đó là lý do tại sao hôn nhân thay vì là hạnh phúc thì nó là đau buồn và đổ vỡ. Bây giờ
chúng ta sẽ nói đến cái điểm tiếp theo là bây giờ hồi nãy tôi nói là cái địa vị và giá trị đó thì là giống nhau, nhưng mà cái vai trò Chúa đặt để của vợ và chồng thì khác nhau. Thì chúng ta phải học để rõ, để làm tròn cái vai trò mà Chúa đặt để cho mình trong hôn nhân. Trước hết chúng ta sẽ nói về vai trò của người làm chồng. Một lần nữa tôi cũng tin chắc rằng ông bà anh chị em nào mà có mặt tối hôm nay là những người rất yêu mến Chúa, rất trung tín và biết lời Chúa và ham mến, muốn biết Chúa rõ hơn, học lời Chúa thì mới có mặt tối hôm nay. Thì đây là những câu ông bà anh chị em đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng mà chúng ta cùng ôn lại. Tại vì chúng ta biết ở trong cái đầu, biết ở trong nhận thức, thuộc bằng cái trí nhớ, không có nghĩa là chúng ta đã làm theo, phải không ạ? Cho nên chúng ta xem Chúa đặt cái vai trò người chồng là gì? Lãnh đạo và yêu thương vợ. Câu Ê-phê-sô chúng ta thấy là chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Như vậy thì cái vai trò đầu tiên mà Chúa muốn người chồng là phải lãnh đạo gia đình, lãnh đạo vợ con như là Đấng Christ lãnh đạo hội thánh. Cái vai trò lãnh đạo của người chồng phải bắt đầu từ mối liên hệ khăng khít nồng thắm của cá nhân người chồng với Đức Chúa Trời. Và khi mình nhận được sự lãnh đạo, sự hướng dẫn của Chúa đối với mình như thế nào, thì mình quay lại lãnh đạo vợ con y như cái cách mà Chúa đã hướng dẫn mình, dìu dắt vợ con đi trong lẽ thật của lời Chúa. Nhiều người nam của Chúa ở, nói chúng ta đang nói với nhau là những người ở trong Chúa, là nghe câu chồng là đầu vợ thì lại đã méo bóp méo cái câu kinh thánh này, nghĩ rằng Chúa nói tôi là chồng, tôi là đầu, cho nên là dùng cái quyền làm chồng, dùng cái quyền làm lãnh đạo của mình đó để mà bắt vợ, bắt con phải làm theo, rất là niêm nước phải làm theo ý của mình, mà không có dù là cái ý đó không có hợp với ý của Chúa, không có hợp với đường lối của Chúa, thì cũng bắt vợ con phải đi theo. Và cái vai trò lãnh đạo mà Chúa muốn nói và Chúa muốn giao cho người đàn ông, người chồng, không phải là lãnh đạo mang tính cách độc tài, kẻ cả, trịch thượng đối với vợ giống như là vua đối với kẻ tôi đòi. Nhất là chúng ta thấy theo cái văn hóa của người Việt Nam của mình là người chồng lúc nào cũng là có quyền. Mình chắc chắn là lãnh đạo là phải là có quyền rồi, nhưng mà cái quyền đó là cái quyền trách nhiệm, yêu thương, dẫn dắt vợ con đi trong đường lối của Chúa, chứ không phải quyền là làm theo ý của mình. Thành ra hiểu lầm cái chữ là chồng là đầu vợ, cho nên là rất là độc tài và bắt vợ con phải nghe lời. Còn hễ mà vợ con mà không nghe lời đó thì la là hét, thì dùng cái la hét đập bàn đập ghế thì vợ con sợ quá, cho yên nhà yên cửa là vợ con ríu ríu nghe theo. Khi mà chồng thấy là tôi mỗi lần la lên cái là vợ con nghe hết, cái chiêu này của bộ nó work à, cho nên cứ dùng cái chiêu đó để mà lãnh đạo vợ con, cho thấy vợ con nơm nớp làm theo, không dám cãi là gì hết. Nhưng mà người vợ, người chồng ơi, người chồng nào mà đối xử với vợ như vậy đó, quên một điều là tuy bề mặt vợ con ríu ríu làm theo cho yên nhà yên cửa, nhưng mà mỗi một lần mà mình hành xử dùng cái quyền độc tài của mình để mình trấn áp, mình đối xử cay nghiệt với vợ con như vậy đó, thì mỗi một lần mình làm như vậy là mình đã giết cái tình yêu trong lòng, lòng kính mến, lòng kính yêu ở trong lòng của vợ và con, lòng tin, lòng kính, lòng trọng, lòng yêu, lòng nể, nó đã giảm rồi. Bề ngoài thì im re không dám nói, nhưng mà chính cái thái độ kể cả trịch thượng độc tài đó đã giết cái tình yêu, cái niềm tin trong lòng vợ con. Nhưng mà đúng ra đó, Chúa muốn cái người chồng lãnh đạo, là người chồng là đầu vợ. Chúa không có ngừng ở đó. Các ông hay quên cái khúc sau này nè: chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Thì chúng ta xem Chúa đối xử với hội thánh như thế nào. Chúa đối xử với hội thánh nhu mì, mềm mại, yêu thương, bao dung, kiên nhẫn, tha thứ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25-26: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh.
để cho hội được nên thánh, và sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Đây là một câu mà rất nhiều người không có để ý. Đi đến nghe cái bài giảng Ephesos đoạn 5 trong cái giờ giảng của đám cưới thì cứ nhớ là chồng yêu vợ, mình cứ biết vậy thôi, mà mình không có để ý tiếp là phó chính mình cho hội thánh, như là Đấng Christ đã phó chính thân Ngài cho hội thánh. Chưa hết chỗ đó, để chi nữa? Để khiến cho đạo được, để cho cái hội thánh đó sau khi lấy nước, dùng rửa nước mà dùng làm cho đạo, dùng đạo làm cho hội thánh được tinh sạch. Có nghĩa là Chúa muốn người chồng trong cái vai trò yêu vợ như Đấng Christ yêu, bảo bọc, nhịn nhục, khoan dung, dìu dắt đó, để cho cái nếp sống tinh kính của người chồng làm gương đó là như là Chúa làm cho hội thánh càng ngày càng trở nên tinh sạch. Thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất, thưa các ông, mà các ông quên, không phải chỉ yêu vợ, chiều vợ, thương vợ là được rồi, nhưng mà còn cái quan trọng hơn là cái phần câu 26 đó, là mấy ông còn có nhiệm vụ đưa vợ, dẫn dắt vợ để vợ bước lên chốn cao hơn trong đời sống tâm linh. Mình phải cao hơn một bước thì mình mới dẫn vợ bước lên được, phải không ạ? Chứ nếu mà mình đời sống tâm linh của mình còn lẹ tẹ dưới đất thì sao mình dẫn vợ con đi cao hơn được. Cho nên người chồng luôn luôn trong đời sống tinh kính phải cao hơn đời sống tinh kính của vợ con thì mới dẫn dắt vợ con. Và đây cái câu 26 nói quá rõ, thì chồng phải không chỉ yêu như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình cho hội thánh, mà còn có cái nhiệm vụ rất là khó khăn và nữa mà cũng rất là đẹp nữa, là dìu dắt vợ để vợ được lên chốn cao hơn, làm cho vợ được tinh sạch, làm cho vợ được thánh hóa, mỗi ngày được yêu Chúa hơn. Những cái tính của nàng mà chưa có được còn trong xác thịt đó, thì mình vì tình yêu, mình do cái lòng đạo đức của mình mà mình hướng dẫn vợ để bỏ những cái đời sống non trẻ trong đời sống tâm linh, để mình càng ngày càng bước lên chốn trưởng thành. Thì đó là cái nhiệm vụ rất là cao trọng, rất là khó khăn mà Chúa đã đặt lên vai của người chồng. Nếu mà người chồng á, ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7 này nữa, ông bà chị em có thấy ở trên cái màn hình đó, là những người làm chồng cũng vậy, phải tỏ ra hiểu biết. Đây là cái bản của truyền thống hiểu đính, còn cái bản cũ đó là hãy tỏ ra sự khôn ngoan với hiểu biết khi mà sống với vợ mình, quý trọng vợ như là giống yếu hơn. Rồi bởi vì sao? Bởi vì họ, tức là vợ mình đó, sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống. Cái quan trọng nhất mà tôi gạch dưới đó, để làm chi nữa? Để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Tôi không có nghĩ là mấy người đàn ông là để ý tới cái câu này hết. Là nếu mình ăn ở không có quý trọng vợ giống yếu hơn, không có tỏ ra sự hiểu biết trong cái cách đối xử với vợ mình á, mà đối xử cái nhiệt đó, thì khi mà các ông cầu nguyện đó, thì cái lời cầu nguyện của mấy ông bay tới trần nhà là rớt xuống rồi. Tại vì Chúa nói đây nè, phải quý trọng vợ, phải yêu vợ, phải đối xử một cách hiểu biết khôn ngoan, để không có điều gì ngăn cản sự cầu nguyện của mình. Như vậy mà nếu mình làm ngược lại là mình bị lời cầu nguyện của mình bị ngăn trở rồi. Mình làm không làm theo điều Chúa dạy. Ở trong câu nói gì? Nếu mà lòng chúng ta chú về điều ác thì Chúa không nghe chúng ta. Tội lỗi ngăn trở các ngươi được phước, và lời cầu nguyện của chúng ta cũng không được Chúa nghe. Như vậy thì chúng ta thấy mấy ông cẩn thận, nhiều khi mình đối xử với vợ mình không có quý vợ, không có yêu vợ, không có chăm sóc vợ, không có làm gương để nâng đỡ vợ bước lên chốn cao hơn trong đời sống tâm linh. Rồi sau đó cái quay lại cái cầu nguyện rất là dài, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho truyền giáo, cầu nguyện cho hội thánh, nhưng mà không có biết rằng lời cầu nguyện đó nó dâng lên tới trần nhà là rớt xuống rồi. Giống như Chúa nói là ai mà có cái điều gì nghịch cùng mình á, mà mình đến với Chúa, mình dâng của lễ thờ phượng gì đó, thì Chúa nói để của lễ đó đi, đến giải hòa với cái người kia trước đi, hãy đến mà cầu nguyện với ta. Như vậy thì khi vợ chồng có chuyện trục trặc á, thì chắc chắn là lời cầu nguyện của vợ chồng sẽ không có ngăn, sẽ không đến tay Chúa rồi. Đó là lời của Chúa rất rõ, phải không? Như vậy thì hai vợ chồng nếu có hụt hạt phải làm hòa với nhau ngay,
Để chi? Để mối liên hệ của mình với Chúa được thông suốt. Thành ra xin Chúa nhắc nhở cái vai trò của mấy ông là yêu quý vợ, dùng sự khôn ngoan hiểu biết để dẫn dắt vợ, để cái lời cầu nguyện của mình không bị ngăn trở. Đấng Christ yêu hội thánh là dân sự của Chúa bằng tấm lòng yêu thương, nhân từ, tha thứ, vị tha, thì chồng cũng phải yêu vợ giống như cái cách mà Chúa yêu hội thánh. Một trong những lý do mà hôn nhân gia đình không hạnh phúc, vì người chồng thứ nhất không có hết lòng kính yêu Chúa, không có lãnh đạo vợ con, không có dẫn dắt vợ con đi trong con đường của Chúa dạy theo cái vai trò mà Chúa đặt để. Và không có cái nỗi đau nào hơn, thưa các ông, cho người vợ khi mà người vợ không được chồng yêu. Cái nỗi đau đó lớn lắm. Nếu mà có cho tiền bạc, cho đủ thứ nhưng mà trái tim giao cho người khác, thì cái nỗi đau đó của người vợ, cho vàng, cho tiền bao nhiêu cũng không thể nào được. Tại vì chúng tôi tha thiết là bổn phận của chúng tôi, cái niềm khao khát nhất của cái đám vợ của chúng tôi đây á, là chỉ muốn chiếm được trái tim của chàng. Mà khi mà chàng không có yêu vợ hết lòng, dâng cả cuộc đời của mình cho vợ, phó mình cho vợ đó, mà lại để trái tim của mình lang bang tới một bóng hồng nào khác đó, thì làm cho vợ đau vô cùng. Bởi vì đó, cho nên á, các ông có nhớ mỗi lần mà Chúa nói hỏi người làm chồng, Chúa nhắc đi nhắc lại con chữ hãy yêu vợ mình. Thành ra lãnh đạo và yêu. Thì Chúa biết là chúng tôi rất là cần tình yêu của các ông hơn tất cả mọi điều. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ là người duy nhất trong trái tim của các ông đó, thì chúng tôi sẽ sung sướng vô cùng và sẽ hết lòng mà yêu quý, vâng phục, làm theo. Nhưng mà nếu mà chúng tôi biết rằng chúng tôi không nằm trong trái tim của các ông, thì cái nỗi đau đó lớn lắm. Xin Chúa cảm động lòng của các người chồng tin kính Chúa. Thì vì Chúa, không có phải là coi là vì người vợ có xứng đáng cho mình yêu hay không, không có nhìn người vợ, mà vì Chúa, mình yêu Chúa, mình kính Chúa, và Chúa biểu mình là phải vâng phục Chúa, vâng lời Chúa, mà Chúa biểu mình là con phải lãnh đạo gia đình. Dạ thưa Chúa, Chúa biểu vậy thì con sẽ làm. Con làm không được, con kêu Chúa giúp đỡ con. Con không đủ sức, con chán, con nản, thì Chúa ơi, con làm không nổi nữa rồi, mệt quá, thì Chúa ơi, Chúa thêm sức cho con. Thì Chúa lại thêm sức cho mình. Cho dù một lần nào đó mình có thất bại, thì Kinh Thánh nói gì? Người công bình dẫu ngã 7 lần cũng chỗ dậy. Chúng ta thất bại thì chúng ta làm lại, thấy không? Chúng ta có một giây phút nào đó chúng ta là người mà chúng ta thất bại chứ, thấy không? Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là mình đã ngã, mà cái vấn đề ở chỗ là khi đã ngã xong thì có đứng dậy hay không. Thành ra mỗi một lần ngã là một lần thấy mình thất bại, và lại bám chặt lấy Chúa nhiều hơn. Chúa tha thứ cho con lại ngã rồi, Chúa đưa kéo con tay con lên để con tiếp tục đi cái vai trò Chúa đã giao cho mình. Thì đó là cái người đẹp lòng Chúa nhất. Tôi nhắc lại, không phải là Chúa chờ đợi mấy ông không bao giờ ngã, không bao giờ thất bại, không có. Chỉ có Chúa mới không bao giờ thất bại. Tất cả con người chúng ta trên thế giới này, những người có Chúa ở trong lòng, chúng ta vẫn thất bại, bởi vì có những lúc chúng ta không có cậy sức Chúa, và từng giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Ôi Chúa đấng con cần luôn, khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng luôn tuồn. Một phút thôi, trật một chút thôi, ra ngoài Chúa một phút thôi là hư hỏng luôn tuồn, theo cái tôi, theo ma quỷ, theo thế gian. Cho nên có những lúc chúng ta sẽ trượt, có những lúc chúng ta sẽ ngã, chắc chắn là như vậy, ai cũng ngã hết. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa, cái vấn đề không phải là mình ngã, mà vấn đề là mình có trỗi dậy hay không. Thất bại thì làm lại. Người chồng tin kính sẽ hết lòng vì kính yêu Chúa, làm tròn vai trò Chúa giao cho mình, không chỉ là yêu quý vợ con mà dẫn dắt gia đình đi theo đường lối của Chúa dạy. Không chỉ dẫn dắt bằng lời, nhưng mà dẫn dắt bằng chính đời sống của mình. Bây giờ chúng ta nói đến vai trò làm vợ. Vợ, đầu tiên, cái vai trò đầu tiên là người giúp đỡ thích hợp. Rồi cái, nếu mà do vai trò người chồng, nó là hai chuyện. Là thứ nhất là lãnh đạo, và thứ hai là yêu thương vợ.
đối xử với vợ như cách Chúa đối xử với Hội Thánh, là lãnh đạo và yêu thương. Thì vai trò của người vợ là có ba điều. Thứ nhất là người giúp đỡ thích hợp. Thứ hai là hết lòng kính yêu chồng. Và thứ ba là vâng phục chồng. Thì cái vai trò quan trọng nhất là vai trò là người giúp đỡ thích hợp. Tại sao tôi nói là quan trọng nhất? Là người bạn đồng hành tin cậy của người chồng. Là bởi vì như nãy tôi nói là Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Chúa nói con người, con trai ta ở một mình không có tốt, cho nên ta sẽ tạo ra một người giúp đỡ thích hợp cho con trai của ta. Và đó là lý do mà Chúa tạo dựng người nữ mình. Thành ra nếu mà không vì con trai của Chúa thì tôi với các chị, không, các bà không có mặt ở trên trời gian này đâu, để mà hưởng thụ những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình, được ăn những món ngon vật lạ, được đi chơi, được vui thỏa thích. Chúa tạo dựng chúng ta để làm người giúp đỡ thích hợp cho con trai của Chúa. Thì đó là cái vai trò quan trọng nhất và vai trò đầu tiên. Chúng ta sẽ nói thêm cái đó chút xíu. Và câu ở câu Côrintô nhất đoạn 11 câu 9 xác định rõ cái điều này, là không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông mới được dựng nên. Tôi xác định một lần nữa, cái này không phải là ý của tôi mà ý của Chúa rất rõ. Từ Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 cho đến Côrintô nhất đoạn 11 câu 9 khẳng định một lần nữa là chúng ta sinh ra đàn bà là vì cớ đàn ông, vì cớ con trai của Chúa, vì Chúa cần, con trai của Chúa cần một người giúp đỡ thích hợp, cho nên Chúa tạo mình ra ở bên cạnh làm người giúp đỡ thích hợp. Mà cái làm người giúp đỡ thích hợp đầu tiên đó là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn để mà giúp cho chồng làm tròn được cái vai trò lãnh đạo gia đình theo ý Chúa. Tại vì Chúa giao cho vai trò lãnh đạo rất là nặng nề. Ổng có những lúc ổng làm không tròn, thì bởi vậy Chúa mới cho một người giúp đỡ. Thì mình sẽ nâng cánh tay ổng lên, giống như Môi-se khi mà chiến trận căng quá, giơ tay lên vài mỏi quá, thì khi tay ổng sụt xuống thì kẻ thù thắng. Cho nên phải có người giúp đỡ. Aaron phải giơ tay ngồi cứng đứng bên đó mà kéo cái tay Môi-se lên. Khi nào mà tay của Môi-se giơ lên thì là dân Israel thắng, mà khi mỏi quá sập xuống thì lại kẻ thù thắng. Thành ra đó, trong cái vai trò đó, chúng ta thấy cái hình ảnh đó là người vợ là người nâng cái tay chồng mình lên khi tay chồng của mình nó muốn sụp xuống rồi, mệt quá rồi. Thì chúng ta phải biết chàng cần cái chỗ nào để giúp đỡ. Giúp đỡ, cái chữ giúp đỡ nó quá rõ ràng, phải không ạ? Là chàng cần cái gì đó, thiếu cái gì đó, không có làm được một mình đó, cho xuể đó, cho tròn đó, thì mình ở bên đó để mình giúp cho chàng, làm cho chàng hoàn thành cái nhiệm vụ của chàng mà Chúa giao. Thì cái nhiệm vụ quan trọng mà khó khăn nhất của mấy ông là lãnh đạo gia đình, thì mình phải là người hỗ trợ, mình phải là người giúp đỡ. Mà nếu mà các bà không vâng phục mấy ông á, thì mấy ông không thể lãnh đạo gia đình được. Nhiều người vợ ngày nay là giành cái quyền lãnh đạo của người chồng ở trong gia đình, mà mình không hay rằng mình đã phạm tội rất trọng trước mặt Chúa. Mình làm ngược với điều Chúa dạy. Người vợ ngày nay trong gia đình, nhất là ở Mỹ, ở phương Tây này, rồi là bắt đầu là lady first, rồi là lệnh của bà. Mình nghĩ là ổng làm được cái gì, ông làm được cái gì, tôi làm được cái đấy. Mà chẳng những như vậy không, mà tại vì phải là lady first, ông phải cho nhường, anh phải nhường cho em. Mình lấn, mình lướt, mình giành cái quyền lãnh đạo trong gia đình. Và nhất là khi mà người vợ đi làm nhiều tiền hơn người chồng, thì tự nhiên là coi như là cái quyền quyết định mọi chuyện trong nhà này là mình. Tại vì mình là người làm tiền ra tiền. Thì cái đó là cái hoàn toàn bị ma quỷ cám dỗ, bị cái tôi của mình nó dẫn mình đi sai lệch, và bị xung quanh thế gian những người không có Chúa thì họ làm như vậy, rồi mình cũng bắt chước mình, à là xôi mình làm theo. Mà trong khi mình không có biết rằng, mình tưởng mình khôn lắm, mình tưởng mình ô tôi lanh của ông chồng, tôi lù khù lắm, là tôi phải nói, tôi khiến ông biểu gì ông làm lấy đi, ông làm gì cũng hư cũng trời, tôi phải leo lên. Nghĩa là chúng ta có 1001 lý do để chúng ta biện luận mà chúng ta giành lấy cái vai trò lãnh đạo của người chồng. Thưa các chị, đây là một điều hết sức là sai lầm. Bởi vì Chúa không có nói rằng hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình. Khi mà chồng của ngươi khôn, khi người chồng của ngươi giỏi thì ngươi vâng phục, khi chồng ngươi đúng thì ngươi vâng phục. Chúa đâu có nói vậy đâu. Hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.
hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Thì chúng ta thấy nè, mình đã tự động mình quán chuyển cái vai trò lãnh đạo của chồng. Mình là người giúp đỡ, mình là người giúp đỡ, mình nhảy lên, mình đứng ở trong cái vai trò lãnh đạo. Và ổng không thể nào lãnh đạo được khi mình nhảy lên, mình giành cái quyền của ổng. Thành nó có nhiều ông là cũng xui cò luôn. Cãi mệt quá, thì thôi bà muốn làm gì đó là bà làm. Nhưng mà mình làm như vậy đó, thì mình đã đi ngược với cái đường lối của Chúa dạy. Và chắc chắn một cái gia đình mà có người vợ mà leo lên trong cái vai trò lãnh đạo thì gia đình không thể hạnh phúc như ý Chúa muốn được. Và người chồng cũng rất là đau khổ. Người chồng im lặng cho nó xong, cho nó qua, thụ động trở nên như cái bóng ở trong nhà. Nhưng mà người chồng rất là đau khổ. Tại vì sao? Vì Chúa đặt để người chồng không phải làm như vậy. Nhưng mà vì mình yếu, mình không làm được. Mình nói một, bả cãi hai. Thì thôi, nhất là bây giờ bả làm nhiều tiền hơn nữa. Rồi bả muốn làm gì bả làm. Người chồng nói, thôi em à, cái nhà mình ở như vậy nó cũng được rồi em. Bây giờ em làm bớt lại một chút để em có thời giờ với con. Con nó cần em. Nhưng mà vợ thì bị cám dỗ bởi tiền bạc đi làm tới khuya, tới tối mới về, là vợ không có ở trong nhà gì hết trơn. Cái vai trò mà vợ, người mẹ với con không làm gì được. Rồi mình khi mình đi làm nhiều tiền về thì mình lại cho rằng mình có quyền. Để rồi mình nói, ông xã nói thôi bây giờ cái nhà mình vậy được. Để mình nói, thôi cái nhà này cũ quá, thì giờ mình thấy ghê. Cái là người vợ lại muốn đổi cái nhà cho nó lớn hơn, thì phải làm nhiều tiền hơn. Và khi có tiền rồi thì ông chồng nói thôi ở về nhà mày được rồi. Nhưng mà vợ nói không, tại vì tiền là tiền của tôi. Cho nên là vợ cứ sẹt sẹt đi kiếm cái nhà khác, rồi rồi đổi nhà, rồi mua nhà, rồi rồi chồng thì lệch bệt dọn đồ đi theo. Thì chúng ta thấy là chúng ta làm như vậy mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã giúp đỡ, nhờ tôi một tay tôi là bây giờ mới có nhà cao cửa rộng. Mình nghĩ như vậy, nhưng mà thiệt ra mình đã làm đổ vỡ cái gia đình của mình theo ý của Chúa mà mình không hay. Và chúng ta có những cái người chồng thì như tôi nói là thôi nghe lời cho yên đó, thì chúng ta đã làm trật cái vai trò, cái trật tự trong gia đình theo cái cách của Chúa dạy. Người vợ là người giúp đỡ chồng trong mọi việc, từ tâm tình, rồi hành động, rồi lời nói. Coi xem chàng có ước mơ gì, mình hiểu, mình quan tâm, mình cầu nguyện chung, rồi mình khích lệ chàng khi chàng làm tốt, rồi mình an ủi, mình nâng đỡ khi chàng làm cái gì đó thất bại. Mình cầu nguyện cho chồng, đó mới là người giúp đỡ. Trong hoàn cảnh nào thì người vợ cũng hành xử với mục đích là mang ích lợi cho chồng. Không có nỗi đau nào lớn hơn cho người chồng khi mà người vợ không có kính chồng, không có kính trọng chồng. Nhưng như hồi nãy tôi nói là không có nỗi đau cho người vợ nào hơn khi người chồng không có trao trái tim mình, dành trọn trái tim mình cho vợ. Thì cái nỗi đau của người chồng thì ngược lại, không có nỗi đau nào lớn hơn của người chồng khi mà người vợ không kính chồng. Đó là lý do tại sao mà Chúa nói, hỡi người vợ, vợ thì phải kính chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33, vợ thì phải kính chồng. Vợ chồng tương kính như tân. Người ngoại, người không có tin Chúa mà người ta còn nắm được cái nguyên tắc hạnh phúc là vợ chồng tôn quý nhau như thuở ban đầu. Thì tại sao mình là con của Chúa, Chúa dạy vợ vợ phải kính chồng. Mình không làm theo cái lời khuyên của người ngoài là lời khuyên tốt đã đành, mà Chúa dạy mình cũng không làm theo. Cho nên mình đã góp cái phần làm tan nát gia đình mình. Châm ngôn đoạn 31 câu 12, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề tổn hại. Thương bạn chị em rất yêu dấu, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi tin rằng những người có mặt ở đây là những người biết Kinh Thánh, kính sợ Chúa và muốn làm theo lời Chúa. Cho nên tôi làm sao tôi dám đứng ở đây trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh, trước mặt ông bà chị em để tôi nói lời của tôi đâu. Tôi nói điều gì tôi cũng nhắc lại lời của Chúa. Thành ra tôi nói là vợ trọn đời đừng có làm cái điều gì mà tổn hại cho chồng. Mà cái tổn hại lớn nhất là không có kính chồng. Bởi vì Chúa dạy là vợ thì phải kính chồng. Và cái thứ hai, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chớ chẳng hề tổn hại. Trong ngôn 31 câu 12. Như vậy thì khi chúng ta nói một lời nào với chồng, chúng ta phải chậm lại một chút. Tôi nói lời này có làm cho chồng được ích lợi hay là làm tổn hại cho chồng? Tôi làm cái điều này có ích lợi, có giúp đỡ chồng trong cái vai trò lãnh đạo vợ con dẫn theo đường lối Chúa hay không?
hay là tôi làm cái điều đó làm sự tổn hại, tổn thương cho chồng. Thì khi chúng ta chậm lại một chút, chúng ta kính sợ Chúa, thì chúng ta sẽ không nói, chúng ta sẽ không làm những chuyện gì mà Chúa không đẹp lòng. Cái thứ nhất là làm người giúp đỡ thích hợp, là không có làm bất cứ điều gì làm tổn hại cho chồng. Gọi là giúp đỡ mà, phụ tá mà, chứ đâu phải phụ phá, phải không? Phụ tá cho chồng là giúp đỡ cho chồng, mà mình đứng đó mình không giúp mà mình còn phá nữa, làm cho chồng không, cản trở chồng, không có làm cho chồng làm được cái vai trò đó, là mình trọng tội với Chúa lắm đó. Thưa các con gái của Chúa, bây giờ cái thứ nhất là vai trò giúp đỡ thích hợp, cái thứ hai là hết lòng kính yêu chồng. Nãy giờ tôi đã nói cái chuyện kính rồi đó, bây giờ vâng phục. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22-23, hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, như hội thánh phục dưới đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền của chồng mình trong mọi sự. Khi mà người chồng Chúa giao là người lãnh đạo đó, thì cũng là cái người phải đứng mũi chịu sào, con không cha như nhà không nóc, là bổn phận của người chồng là phải đi ra làm việc rất là cực khổ để mà cung cấp tài chánh tiền bạc về nuôi vợ con. Nhưng mà trong cái trường hợp mà người chồng vì lý do nào đó mà cái lương của người chồng không đủ cung ứng, thì người vợ cần hỗ trợ trong cái vai trò giúp đỡ. Nhưng mà thưa ông bà chị em, trên thực tế có rất là nhiều gia đình người vợ đi làm không phải vì gia đình quá cần, mà vì người vợ không thích ở nhà. Và cũng một lý do thứ hai là cả hai vợ chồng luôn đồng lòng đồng ý với nhau là để cho vợ đi làm để làm chi? Tại muốn cho cái nhà cao hơn, cái nhà nó bự hơn, có nhiều tiện nghi vật chất hơn, sống rồi có nhiều tiền hơn để xài cho nó thoải mái hơn. Và khi mà hai vợ chồng đều đồng lòng như vậy đó, thì đã đi ngược lại vợ Chúa, là tại vì nhiệm vụ của người vợ là ở trong nhà. Như nãy tôi nói ở Thi Thiên 128, người vợ ở trong nhà là cái vai trò, cái priority, tức là cái ưu tiên công việc, ưu tiên của cái vai trò ưu tiên của người vợ là quán xuyến việc nhà. Chúng ta thấy đọc trong Châm Ngôn 31 đó, là mọi chuyện quán xuyến trong nhà, nàng thức dậy và nàng thức khuya rồi dậy sớm, nghĩa là nàng không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Rồi đến độ mà con nàng trỗi dậy khen nàng có phước, rồi chồng nàng cũng trỗi dậy và nói trong nhiều người nữ tài giỏi lắm, nhưng mà nàng là hạng nhất. Chúng ta thấy thành ra người vợ phải ở trong nhà quán xuyến để mà chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà là điều bổn phận đầu tiên mà mình phải hoàn thành. Một lần nữa, tôi không có nói theo ý tôi. Đây, lời Chúa dạy rất rõ trong Tích đoạn 2 câu 4 câu 5. Phải dạy người đàn bà trẻ tuổi phải yêu chồng con mình. Không phải kính không, mà phải yêu nữa. Kính yêu. Rồi gì nữa? Phải có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà. Lại phải biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo của Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trông nom việc nhà, nết na, trinh chánh, dạy con là chuyện của người nữ. Chúng ta thấy hai câu kinh thánh mà bị hiểu lầm nhiều nhất ở trong chủ đề hôn nhân là thứ nhất là chồng là đầu vợ, nãy tôi nói rồi. Và thứ hai là vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Mấy cô, mấy bà là ghét câu này nhất. Là nói là tại vì mình hiểu lầm cái câu này, mình nói ổng có phải là Chúa đâu mà tôi vâng phục. Sao Chúa nói là dân phục chồng như dân phục Chúa? Chúa thì lúc nào cũng trúng, còn ổng đâu có trúng đâu, bắt tôi phải vâng phục ổng như vâng phục Chúa. Mình hiểu sai như vậy cho nên mình thấy là mình không làm theo. Nhưng mà thiệt ra cái câu của Chúa nói là vâng phục chồng như vâng phục Chúa, hay là chồng là đầu vợ. Tôi xin giải thích cho rõ theo ý của Chúa để ông bà chị em đừng có hiểu lầm. Thứ nhất, Chúa ra lệnh cho người chồng làm lãnh đạo trong gia đình, còn vợ thì phải vâng phục chồng. Người chồng mà thật sự kính sợ Chúa đó thì đi trong đường lối Chúa, lãnh đạo gia đình, đi trong cái đường tin kính Chúa. Cái gì mà Chúa không ngược với lời Chúa là không làm. Tôi nói thí dụ đơn giản. Thí dụ bây giờ người vợ đi làm vì hoàn cảnh ông chồng làm lương không có đủ cao và vật giá thì khó nhiều quá, con đông quá, cho nên người vợ phải phụ. Nhưng mà bây giờ người vợ, tôi nói thí dụ bây giờ vợ làm chủ kho ở trong cái máy xưởng giấy,
thì vợ có ba bốn con ở nhà mà mình thấy là giấy thì nhiều quá, mà mình làm chủ kho thì đâu có ai kiểm soát mình, thành ra cái mỗi ngày mình lấy một xấp giấy mình bỏ trong cái túi xách, mình đi về không ai thấy hết, mà cứ ngày nào cũng xách một chút vậy, đặng cho mình khỏi đi mua giấy tốn mực cho con nó đi học. Thì nếu mà người vợ vì tiết kiệm gia đình mà làm cái chuyện đó, mà người chồng thấy mà lãnh đạo gia đình, thì người chồng lãnh đạo vợ con đi trong đường lối Chúa thì kêu vợ xuống ngồi xuống: "Cưng à, anh biết là cưng lo tài chánh gia đình, muốn quén khéo và nghĩ là cũng không ai biết, với lại lấy cái này không phải lấy của ai, lấy của công ty mà công ty nó giàu lắm cũng không ai biết đâu, thì em nghĩ như vậy. Nhưng mà em ơi, không ai biết trong sở em, không ai thấy, nhưng mà Chúa thấy. Không làm vậy được, Chúa không có cho mình làm như vậy được." Thì chính người chồng sẽ lấy tình yêu thương giải thích để mà nói với vợ là không làm. Và lúc đó người vợ sẽ vâng phục chồng, thấy chồng mình đã dạy mình đi trong đường lối Chúa thì sẽ không làm nữa. Thì đó là cái vai trò lãnh đạo của người chồng, khi thấy vợ sai cái gì thì ân cần nhắc nhở và dùng cái quyền lãnh đạo mà Chúa giao cho mình đó để nói với người vợ không được làm điều đó. Còn vợ mà kính phục chồng đó thì sẽ vâng theo lời của chồng, vâng phục chồng mà bỏ cái điều sai lầm đó đi. Đó là cái trách nhiệm của người chồng. Còn vợ, chồng là lãnh đạo gia đình đi trong đường lối Chúa là đầu vợ. Còn vợ là vâng phục chồng, chấp nhận cái thẩm quyền mà Chúa giao cho chồng là đầu, để mình vâng phục dưới quyền của chồng trong mọi sự. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là chồng là đầu vợ, như nãy tôi nói rồi, tôi cũng nói lướt qua lại, có nghĩa là chồng xem mình là Chúa rồi thống trị vợ con theo ý riêng, nhưng mà phải lãnh đạo chồng, lãnh đạo vợ con theo cái đường lối mà Chúa đã đối xử với mình. Còn vợ thì Chúa bảo vâng phục chồng, thì không phải là ổng xứng đáng cho mình vâng phục hay không, không phải, mà tại vì Chúa ra lệnh cho mình là vợ thì phải vâng phục chồng, thì mình vì sợ Chúa, vì mình vâng lời Chúa mà mình vâng phục chồng, chứ không phải là vì ổng là ngang hàng với Chúa, không phải. Tại vì nếu mình không có vâng phục chồng đó thì có nghĩa là mình không làm theo lời Chúa, như vậy là mình phạm tội trọng với Chúa, mà mình không muốn phạm tội với Chúa, mình muốn đẹp lòng Chúa, thì Chúa bảo sao con làm vậy, Chúa bảo sao con làm vậy, Chúa bảo con vâng phục, dạ con vâng phục. Thì nếu mà mà chồng có cái điểm yếu nào thì mình cầu nguyện cho chồng, rồi: "Chúa ơi, Chúa ban cho con sự khôn ngoan để khi mà con có góp ý giúp đỡ cho chồng thì con phải góp ý một cách rất là khéo léo, tế nhị để chồng con không có tự ái." Còn mình nói: "Ông là chậm như gì, ông nói gì làm gì cũng trật hết trơn, thôi để tôi làm." Mình nói như vậy là mình sỉ nhục chồng mình khinh bỉ chồng mình, cho ổng là không khôn bằng mình. Thì cái cách mà mình như vậy là mình không có vâng phục. Mình có thể góp ý, nhưng mà mình phải góp ý trong một cái sự khéo léo tế nhị để người chồng không cảm thấy bị tổn thương. Rồi còn mình nói mà ổng không nghe nữa thì sao? Thì đâu có sao đâu, mình vẫn còn một cái cách là mình đi vòng qua Chúa: "Chúa ơi, con trai của Chúa, con thấy ảnh chỗ này chưa được nè Chúa, mà con nói dịu dàng, con nói với ảnh rồi, con khuyên ảnh mấy lần, ảnh cũng cứ không làm theo, cho nên giờ con rất là lo ảnh, mình đi cái đường đó hoài là thế nào cũng gia đình là tan nát, không theo ý Chúa gì trơn á, cho bây giờ Chúa ơi, mà con nói ảnh không được, đó là con trai của Chúa đó, thôi con khẩn cầu Chúa, Chúa sửa con trai Chúa giùm đi." Thì mình cầu nguyện cho chồng mình, và Chúa thấy cái lòng của mình như vậy thì Chúa sẽ làm cái việc của Chúa, tại vì chỉ có Chúa mới sửa, chứ mình sửa không được. Những người vợ nào mà thấy chồng mình bị người giúp đỡ mà cái hăng hái sửa chồng, nay nói này mai kia để cho ổng được tốt, tại vì Chúa sinh đàn bà tụi mình ra đó với cái mục đích là người giúp đỡ, cho nên tôi tin chắc chắn là trong máu của người đàn bà nào cũng đầy máu giúp đỡ hết, mà thích giúp đỡ lắm. Mà cái người mà mình giúp đỡ đầu tiên, cái người mà mình muốn thích nhiều nhất, mình muốn giúp nhiều nhất là ông chồng của mình, tại vì gần gũi mình, là một với mình, thành nó siêng năng hăng hái giúp đỡ lắm. Nhưng mà người vợ quên cái chữ, hai cái chữ cuối cùng là cái chữ thích hợp, giúp đỡ mà phải là giúp đỡ thích hợp nữa, chứ không có. Rất là nhiều khi mình muốn giúp ảnh nhưng mà cái cách mình nói là không thích hợp, cái lúc mình nói không thích hợp thì mình nói mình chê mình giúp ổng trước mặt người khác là hoàn toàn sỉ nhục ổng rồi. Có những người vợ là chê ông chồng trước mặt bạn bè, trước mặt người khác, trước mặt má mức bậc ba, ví dụ như là đến nhà nhóm
cái có người bước vô nói chô ai trồng chậu lan đẹp quá vậy, cái ông chồng nói tôi đó, cái người khách nói chứ ôi anh giỏi quá anh trồng cây lan đẹp quá, mới nói vậy ổng mà giỏi gì lười như hủi hay chứ giỏi gì đó. Người vợ mà nói như vậy tưởng tượng nổi không, mình thay vì mình phải khen ờ ảnh đó ảnh giỏi lắm á, đáng lẽ mình mới nói vậy làm cho chồng nở mặt nữa, mà ổng giỏi thiệt ổng trồng được cây lan, người ta chỉ khen cái đó thôi, mình nghĩa là mình lại ổng mới giỏi gì ổng lười như khỉ gì đó còn gì đó, bắt đầu mình bắt đầu nói toàn là những cái xấu của chồng ra trước mặt người bạn của mình, trước mặt những người khác. Thành ra hoặc là cầm cái phone là cái bắt đầu nói xấu chồng đủ chuyện cho bà kia nghe, bà kia cũng tuôn đổ những cái chuyện xấu của chồng cho bà này nghe, cái đó là cái hết sức là sai lầm. Chúng ta nhớ là Chúa nghe từng lời chúng ta nói, mà khi mà chúng ta dành cả tiếng đồng hồ để nói xấu mình chồng mình như vậy thì mình có gây dựng cái gì, trọn đời nàng không hề làm điều gì tổn hại cho chồng mà mình dành cái tiếng đồng hồ mình nói xấu chồng như vậy đó, là mình đã phạm tội quá lớn trước mặt Chúa rồi. Mình đã giúp đỡ là nâng lên chứ không phải là đạp xuống, là build up chứ không phải tear down, mà mình đi nói xấu chồng mình dù là ảnh có những cái mình bực mình thì không có nói với ai hết, đi giặt áo cho người xem lưng mà làm gì, để cho chồng chuyện chuyện của vợ chồng với nhau thì cái chuyện gì đau lòng, chuyện gì mình không vừa ý, chuyện gì ảnh chưa làm được thì mình đi dòng với Chúa đổ nước mắt ra cầu nguyện cho chồng. Các chị có biết là cái quyển sách mà đã cứu vãn hàng trăm ngàn hôn nhân là quyển sách Người Vợ Năng Lực Cầu Nguyện, năng lực lời cầu nguyện của người vợ. Cái cuốn sách đó là tuyệt vời nhất, và chính tôi cũng đã dùng quyển sách đó để mà áp dụng trong cái hôn nhân của mình. Nói ảnh cũng đâu có được, ảnh không có cãi vậy đó, mà nói lại thì ảnh lòng anh như chiếc lá khoai đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu, tại mình nói ông tự ái. Nhiều khi bạn nói cũng câu đó mà mình nói anh không nghe, mà bạn bè nói cũng câu đó thì anh lại nghe, tại vì người đàn ông họ có một cái tự hào, có cái tự ái của một người là chồng là đầu vợ, mà bây giờ vợ mình là phải dân phục mình, mà bây giờ vợ sửa dạy mình thì mình khó khó nghe lắm. Thành ra khi mà mình giúp mình phải giúp rất là khéo, mình nói làm sao để ảnh không có thấy là mình sửa lưng ổng, mình không khôn hơn ổng, thì mình mới nói bằng cái tình yêu, bằng cái sự khôn khéo, rồi mình phải kiếm thì giờ nào cho thích hợp, cái cách nói nào cho thích hợp, cái giọng nói ra sao cho nó thích hợp nữa. Mà chúng ta sẽ đi vào cái chuyện mà vợ chồng nói chuyện, cái cách nói chuyện với nhau trong một cái tuần tới. Nhưng mà tôi nói với cái chuyện giúp đỡ là như vậy đó. Thành ra nhiều khi mình tưởng mình giúp mà mình giúp không có thích hợp, cho nên đâm ra là như tôi nói là phụ tá, giúp đỡ là phụ tá chồng thành là phụ phá, thành ra nó không có giúp đỡ được gì hết trơn. Thành ra mình thấy là cái chữ thích hợp đó đó là nó đòi hỏi cái gì, đòi hỏi sự khôn ngoan. Mà sự khôn ngoan đến từ đâu? Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Trước khi mình làm gì cho chồng mình cũng chạy hỏi Chúa trước rồi, Chúa ơi con muốn làm chuyện này, con muốn nói với ảnh câu này mà con không biết là nói trúng hay nói sai đây, có thích hợp hay không, Chúa nói chuyện với con, Chúa cho con biết giờ nào con nói được và con nói cách nào, con nói làm sao, cái giọng con như thế nào để ảnh lắng nghe chứ không phải ảnh giận. Mình phải cầu nguyện, mình xin Chúa giúp đỡ mình. Rồi có những lúc mà Chúa, khi mình hết lòng tìm cầu Chúa, Chúa hứa chúng ta là gì? Các ngươi tìm ta và sẽ tìm được khi các ngươi tìm ta hết lòng. Thành ra chúng ta đổ lòng xin Chúa thật sự á, thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết ờ cái chuyện đó con không có nói, chuyện này để ta nói, ta sẽ dạy nó, con đừng có nói, con chỉ yêu kính. Một câu mà bà Billy Graham, bà vợ của mục sư Billy Graham đó, bà biết là My job is love Billy, God's job is to change him and keep him humble. Có nghĩa là nhiệm vụ của tôi, vai trò của tôi là yêu ông Billy, yêu ông chồng tôi. Còn nhiệm vụ của Chúa đó, vai trò của Chúa là sửa đổi chàng và làm cho chàng khiêm nhường. Cái chuyện mà sửa đổi chàng là cái chuyện của Chúa. Bà đã nhận ra được điều đó, cho nên bà chỉ yêu, bà chỉ là một người vợ hiền. Ông đi hoài, đi truyền giáo khắp thế giới, bà ở nhà nhẫn nhục dạy con hết lòng, rồi cầu nguyện cho chồng, chồng mình hôm nay đang ở nước nào, đang rao truyền lời Chúa ra sao, Chúa ơi xin ở cùng chồng con. Chứ không phải là chồng gì mà không thấy ba ở nhà đâu, rồi đợi ông về thôi, ông đừng đi đâu nữa trời, ông đi hoài, làm như tôi là gà mái nuôi con vậy đó, ông ở nhà đi. Không có nói vậy, hiểu được Chúa gọi chồng mình, mặc dù cái sự thiếu thốn, mình phải hy sinh, mình phải lãnh cái vai trò của chồng ở trong cái chuyện dạy con, nhưng mà vì Chúa kêu gọi ông là người giúp đỡ thích hợp là cầu nguyện.
Ông bà chị em có thấy không? Thành ra chính vì như vậy cho nên Chúa đã ban phước cho gia đình của ông bà mục sư Billy Graham rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng, trở lại tôi muốn nói với ông bà chị em là cái câu mà vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa không có nghĩa là mình coi chồng ngang là Chúa. Không có người nào ngang là Chúa cả. Nhưng mà tại vì Chúa biểu mình làm, mình vâng lời Chúa là mình làm. Vậy thôi. Giống như mấy ông chồng á, thấy vợ khôn ngoan nó thôi chuyện này em làm, hỏi chuyện gì vợ lại hỏi chứ thôi tùy vậy em làm gì đó em làm, thì cái người vợ hỏi chồng là điều đúng, rồi ông chồng trả lời là hết tùy vậy em thì em làm gì em làm, là người chồng sai, người vợ là trúng, mà người chồng thì lười, người chồng làm biếng, người chồng thấy vợ thôi em làm đi, chuyện dạy con thôi em làm đi, nhóm cầu nguyện anh ngồi ngồi là nhóm cầu nguyện thôi em cầu nguyện với con đi, ông cũng không làm, rồi thấy vợ đi làm về cực khổ đầu tắt mặt tối nhào vô bếp, rồi mình cũng ngồi đó mình cũng nó ở cái chuyện nói chuyện của vợ mình nhào lăn vô mình phụ vợ, thì trong cái chuyện đó là giúp đỡ nhau như thế nào à, thì chúng ta thấy là nếu mà chồng lãnh đạo là đi trong đường lối dẫn dẫn vợ con đi đường lối Chúa, còn vợ kính phục vâng phục chồng là bởi vì mình kính sợ Chúa, mình vâng lời Chúa mà mình kính yêu ổng và mình vâng phục ổng, đó là vì Chúa dạy, chứ mình không có nói là ổng có xứng đáng cho tôi vâng phục không, ổng có xứng đáng cho tôi kính hay không, không có cái chuyện là người đó có xứng đáng cho người chồng thì cũng nói là cổ có đáng yêu cho ta, ổng cổ có đáng cho tôi yêu hay không, cổ có đáng cho tôi mà lãnh đạo hay không, mình không có hỏi vậy, tại vì Chúa biểu là làm, bên này cũng không có hỏi là ổng có đáng cho tôi kính hay không, ổng có đáng cho tôi vâng phục hay không, mình không có quyền hỏi câu đó. Chúa đã đem cái người đó đến cho mình. Chúa đã đem con trai của Chúa đến bên cạnh mình. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Trọn đời mình làm cho chồng được ích lợi, chứ không hề tổn hại. Đó là nhiệm vụ của mình. Thì cắm đầu cắm cổ mà làm. Nhờ ơn Chúa mà làm. Làm thất bại thì làm lại. Chứ không có phải là làm theo ý riêng. Tùy ông chồng mình. Để mà rồi mình thấy những chồng ta thấy bác ham. Sao anh không nhanh nhẹn giống anh 8, anh 4 kia đi. Sao anh chậm như rùa vậy? Chúa sinh ổng chậm như vậy. Thì giờ cái chậm, cái người chậm có cái hay của người chậm, còn người nhanh nó cũng có cái dở của cái nhanh, nhưng mà cho dù hay dở gì không cần biết, nhưng mà Chúa đã đem con trai đó cho một mình thôi, chứ Chúa không có giao, Chúa tin cậy mình, Chúa giao mình là người con gái để chăm sóc cái con trai của Chúa thì mình phải làm hết lòng. Người đàn ông cũng vậy, người chồng, Chúa giao cái đứa con gái yêu quý của Chúa cho mình để mình nâng niu, để mình giúp đỡ, để mình yêu quý, thì mình phải chung thủy yêu quý và trao trái tim của mình cho nàng, chứ không phải là so bì, nếu em mà em đáng yêu thì anh yêu, mà em đâu có đáng yêu đâu, không có lý do gì hết, Chúa bảo sao làm vậy, thì đó là một cái gia đình hạnh phúc đi trong đường lối của Chúa. Chúa nói gì về người vợ tin kính, có ba hình ảnh rất là đẹp về người vợ mà tôi muốn nhắc nhở cùng các chị, chúng ta đẹp lắm, chúng ta là người đẹp, chúng ta là con gái của Chúa, đẹp này là vẻ đẹp bề trong chứ không phải vẻ đẹp bề ngoài. Cái thứ nhất, chúng ta được ba hình ảnh quá đẹp trong mắt của người chồng, và đó là món quà quý mà Chúa giao cho người chồng. Thứ nhất, trong Châm ngôn đoạn 18 câu 22, ai tìm được một người vợ tức là tìm được một điều phước. Các bà các chị ơi, các bà các chị có trong mắt của chồng mình là một điều phước cho chồng không, hay là mình làm một cái điều quả mà ông phải nuốt tới nuốt lui, ông đau khổ. Cái hình ảnh thứ hai ở trong Châm ngôn đoạn 14 câu 12 câu 4, người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng. Mão triều thiên nói lên cái niềm hãnh diện, vinh dự được đội lên, thì mình sống làm sao mà chàng có xem mình như là niềm vinh dự của chàng không, nàng hãnh, chàng hãnh diện về mình hay không, hay là mình là mão gai mình ấn trong đầu của ổng để ổng cảm thấy đau đớn thay vì là mão triều thiên. Thì mình có biết là trong hình ảnh của chồng mình á, mình là mão triều thiên hay là mình đang là mão gai, mà Chúa không có kêu mình làm mão gai, Chúa nói là người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng, là niềm hãnh diện. Anh đi đâu anh cũng khoe vợ tôi giàu, vợ tôi tốt lắm, vợ tôi yêu mến Chúa lắm, vợ tôi quán xuyến gia đình thì mình làm như vậy bằng tất cả sự hãnh diện. Mình có sống sao để ông chồng ông quá cảm ơn Chúa. Và cái điểm thứ ba, cái hình ảnh thứ ba rất đẹp mà Chúa tặng cho con gái của Chúa trong Châm ngôn đoạn 31 câu 10. Người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng
trỗi hơn Châu Ngọc. Trong mắt nhìn của chồng mình có quý như Châu như Ngọc không? Là do cái cách hành xử của mình. Thì các chị coi lại đi. Mình là nguồn phước, mình là Mão Triều Thiên, mình là Châu, là Ngọc mà Chúa muốn đem đến để tặng con trai yêu dấu của Chúa, là người giúp đỡ. Ta nói là bên cạnh sự thành công của người đàn ông, sau lưng người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của một người đàn bà, người vợ khôn ngoan, là sao ạ? Làm quan cho chồng. Những câu người ngoài người ta còn nói được như vậy, huống gì là con của Chúa. Trong lời Chúa dạy lại càng quan trọng là như thế nào trong cái vai trò của một người nữ. Các chị ơi, chúng ta quan trọng lắm. Chứ không phải là chúng ta giúp cho con trai của Chúa hoàn thành vai trò nặng nề. Chúng ta làm cho chồng hãnh diện. Chúng ta trở thành nguồn phước cho chồng. Và đối với mắt của người chồng, chúng ta là Châu, là Ngọc. Hãy sống như vậy. Không có cần biết là chàng có xứng đáng hay không. Tôi nhắc lại một lần nữa. Mà bởi vì Chúa muốn mình là cái điều đó cho cái người con trai của Chúa, thì mình hết lòng, hết sức, hy sinh cả cuộc đời, trọn đời mình chỉ làm như vậy thôi. Còn nếu mà cái chị nào, các em nào, các người nữ nào mà không thích, không có thích làm cái vai trò người giúp đỡ cho chồng, lúc nào cũng phải chăm sóc chồng, đặt quyền lợi ưu tiên hạnh phúc cho chồng, hy sinh vì chồng, là bạn đồng hành của ổng, rồi mình là nguồn phước cho ổng, mình là Mão Triều Thiên của ổng, mình Châu Ân Ngọc, cái gì cũng ổng, ổng không, thôi tôi không muốn cái đó. Yes, không sao, ở độc thân đi. Nhưng mà đã nói I do, đã bằng lòng gật đầu, em ơi em có muốn lấy anh làm vợ không? Dạ có. Mình nhận lời. Mình chứ đâu có ai, ổng đâu có đẩy cái súng sau lưng mình để bắt mình làm vợ ổng đâu. Mình bằng lòng làm cái vai trò này, mình đã hứa trước mặt Chúa với Hội Thánh, thì mình phải trung tín làm trọn đời vì sợ Chúa. Thành ra chúng ta thấy, nếu mà trong hôn nhân cái nan đề chính gây ra là vợ chồng, thứ nhất tôi nhắc lại lần nữa, không đặt Chúa làm chủ trong hôn nhân, đi đường riêng, không có đi đường Chúa, rồi cả hai không hiểu ý nghĩa thật của hôn nhân. Ý nghĩa thật của hôn nhân là gì? Là Chúa đem chúng ta tới để chúng ta giúp đỡ nhau, đôi bạn đồng hành, để mà giúp đỡ nhau càng ngày càng trở nên giống như Chúa, để rồi gặp Chúa và hai đứa cùng lên thiên đàng để hưởng phước gặp Chúa. Chứ không phải là cái ý nghĩa ráp lại nhau để coi anh làm gì cho em. Tôi lấy bà làm được gì cho tôi, rồi tôi lấy ông coi tôi nhờ được gì. Cái người ngoại người ta luôn luôn, người ta không có hiểu được lời Chúa, người ta đâu có Chúa mình không trách ta được. Cho nên á, lựa nè, à, cô này đẹp, cô này giỏi, à, gia đình cổ giàu nè, tôi lấy cô này. Giờ có hai cô không biết cô nào. Rồi bên này cô này cũng vậy, có hai ba anh chồng theo, hai anh ba chàng theo. Giờ mình lựa anh nào nè, anh nào giàu đẹp trai học giỏi, anh nào gì đó, thì mình lựa để chi? Cho mình, lấy anh này có phước, anh lấy anh này anh sẽ cung cấp cho mình nè. À, lấy cô này, cô về, cô hầu hạ, cô nghe nói cô nấu bếp giỏi lắm á, cô nấu cho mình ăn. Cái quan niệm là lấy về để mà phục vụ mình, cái đó là quan niệm của người không có Chúa. Còn trái lại, chúng ta là con có của Chúa khác, là chúng ta bước vào đời sống hôn nhân để chúng ta ban cho. Như Chúa cũng đã ban cả sự sống của Ngài cho chúng ta, thì Chúa muốn chúng ta bước theo dấu chân Ngài, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Chúng ta cứ cho, chúng ta cứ ban cho. Và tôi tin chắc là các chị, các anh ở đây, ngồi ở đây thì cũng đã kinh nghiệm thế nào cái niềm vui vô tận khi chúng ta đã làm được một điều gì, ban cho, thì nó còn lâng lâng ở trong lòng. Còn chúng ta cứ nhận, thì chúng ta không bao giờ hưởng được cái niềm vui của người ban cho. Tại là chúng ta thấy, tôi nói lại cái nguyên nhân nan đề trong hôn nhân là vợ chồng không đặt Chúa làm chủ. Muốn làm gì mình làm ý mình, chứ ý anh ý em, chứ không có theo ý Chúa. Thứ hai là hai đứa không hiểu rõ cái ý nghĩa thật của hôn nhân. Và thứ ba là không làm đúng vai trò. Cho nên cả hai đã làm cho gia đình hôn nhân của mình nó đầy dẫy những đau thương. Rồi thật sự yêu trong tình chồng vợ cũng không có nghĩa là đồng ý thỏa thuận với nhau. Để nó cưng vợ, chú biểu yêu vợ cho nên nàng muốn gì cũng chiều, là trật lất rồi mình làm vậy, mình đâu có làm trong cái vai trò đúng là lãnh đạo đâu. Nàng sai mình phải sửa chứ. Còn chàng cũng vậy nữa, mình là yêu chồng cho nên là thấy chồng sai thì mình cũng phải lựa lời để nhắc nhở cầu nguyện cho chồng, chứ không phải là yêu chồng, chúa biểu là yêu chồng, kính chồng, vâng phục chồng, thì ổng làm gì trật lất rồi mình cũng làm theo. Ảnh sai thì ảnh sao tôi vậy, ảnh bậy tôi theo là không được.
Cái đó là không được. Cái đó không phải là yêu theo cái ý của Chúa muốn. Cái đó không phải là thuận phục theo ý Chúa muốn. Bây giờ anh nói, em đi nhóm hoài, ngày nào cũng đi nhóm mà. Bữa nay anh có thằng bạn từ tiểu bang khác lại thăm anh nè. Anh nói với nó là em làm đồ ngon lắm. Thôi em ở nhà em làm cho anh vài món ngon cho hãnh diện mặt anh coi nè, để cho hai đứa lai ra vài chai bia. Ổng thật sự mình nấu ngon thiệt, ổng cũng muốn khoe vợ thiệt. Nhưng mà ổng nói thôi Chủ nhật này nghỉ bữa đi, ở nhà nấu đồ cho anh với bạn anh lai ra vài chén hay gì đó. Rồi lúc đó mình có áp dụng cái câu mà vợ dân phục chồng như dân phục Chúa không? Không. Mình chỉ dân phục những cái gì đúng theo lời Chúa. Bây giờ không là thế nào? Là anh ơi, em biết anh quý bạn lắm, em cũng rất là vui khi anh có người bạn từ xa lại thăm anh. Nhưng mà anh mời bạn cùng đi nhà thờ, anh cũng đi nhà thờ, Chúa nói chớ bỏ sự nhóm lại, em cũng đi nhà thờ. Rồi em sẽ chuẩn bị đồ hết trong tối thứ bảy, rồi hai đứa mình đi nhà thờ, mời anh đi luôn. Rồi xong đó đi về đó, thì em đã chuẩn bị sắp xếp món nào em ướp gì hết trơn rồi. Thì em về em hứa với anh là đi nhà thờ xong em sẽ làm những món đặc sắc anh yêu cầu, để hai ông cứ tha hồ ngồi đó mà nhâm nhi kể chuyện đời với nhau. Đó, như vậy đó mới được, chứ không phải là vâng phục chồng, tức là chồng sai mình cũng làm theo, là cũng không trốn luôn. Thành ra bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ là không phải là anh đúng anh sai gì cả, mà là vâng theo cái điều đó. Ý của Chúa là như thế nào? Ở trong Côrintô đoạn 15 câu 5 câu 6, tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Thành ra chúng ta thấy là vợ chồng luôn luôn phải có lời Chúa, rồi khi chiều nhau lấy tình yêu thương mà chiều nhau, nhưng mà không có vui trong cái điều không đúng, mà phải lấy tình yêu thương để mình nói với nhau trong cái lẽ chân thật, lấy tình yêu thương nói ra lẽ chân thật. Và cái hôn nhân, tôi nhắc lại một lần nữa, là cái môi trường tốt nhất, hiệu quả nhất và mục đích cao nhất trong hôn nhân là cả hai cùng bỏ chính mình vì nhau và giúp nhau trở nên giống Chúa. Người nào giữ sự sống mình thì sẽ mất, ở trong Matthew đoạn 16 câu 25. Nhưng ai vì Chúa mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Hôn nhân là môi trường tuyệt vời nhất để cho chúng ta làm theo lời Chúa, là bỏ sự sống, bỏ sự sống. Thì khi mình bỏ sự sống vì nhau, vì người phối ngẫu, thì Chúa sẽ ban lại sự sống phước hạnh. Còn mình cứ giữ cái tôi của mình đòi người kia phải bỏ hết vì mình, mà mình không bỏ hết vì người kia, thì không bao giờ có thể có cái hôn nhân phước hạnh như muốn Chúa muốn. Chúa nói là hãy yêu kẻ lân cận như mình, hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Thì cái người lân cận và cái người khác đầu tiên đó chính là người phối ngẫu của mình. Thành ra chúng ta thấy dựa vào lời Chúa dạy, tình yêu và sự tôn trọng là đặc điểm của cả vợ lẫn chồng. Nếu mà có tình yêu và có sự tôn trọng lẫn nhau, thì cái chuyện quy quyền của người làm chồng, vai trò làm đầu của người chồng và cái vai trò thuận phục của người vợ, nó cũng không thành vấn đề gì hết. Tại vì cả hai đều yêu quý nhau và tôn trọng lẫn nhau. Hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Đó, một lần nữa mà chúng ta áp dụng lời Chúa. Chúa dạy gì làm nấy. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19, hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Rồi gì nữa? Roma đoạn 12 câu 10, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hai vợ chồng trân quý nhau, chiều nhau, nhường nhau là quá đẹp. Như hai con chim nó ríu rít, nó trao mồi cho nhau, mình thấy cái hình ảnh quá đẹp phải không? Nhưng mà ông bà chị em cẩn thận, là mình phải đặt luôn luôn cái gì là trúng thì mình làm, mà cái gì ngược với lời Chúa thì mình không làm. Còn một điểm chút xíu nữa rồi tôi sẽ đi đến cái bước cuối và chúng ta chấm dứt cái bài học ở đây á, là hai vợ chồng cùng thờ phượng Chúa. Hai vợ chồng đặt Chúa làm chủ, tức là mình luôn luôn là thể hiện Chúa là cái chất keo dán dính hai đứa lại. Chúa là chủ của hôn nhân của hai đứa, Chúa là chủ của cuộc đời hai đứa. Cho nên đặt Chúa ở giữa thì thể hiện nhất là tôi không hiểu làm sao mà vợ chồng mà không có cái giờ giờ thờ phượng Chúa chung là tôi không hiểu được. Tại nếu mà một vợ chồng nào thật sự tin kính Chúa thì phải có cái gia đình lễ bái. Hai đứa chưa còn son mới lấy nhau đi nữa thì cũng bắt đầu gia đình lễ bái liền. Hai đứa sẽ ngồi lại với nhau hát một bài, rồi là bởi vì cái chỗ gia đình lễ bái đó là
cái thì giờ để vợ chồng duy trì và phát triển mối liên hệ với Chúa và với nhau. Cái vợ gia đình lễ bái là cái chỗ mà giai vợ chồng cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ những vui, những buồn hàng ngày. Ngồi xuống đó, hát một bài rồi bắt đầu hỏi, hôm nay sao honey, hôm nay how's your day? Ngày của nay anh sao? Thấy anh có vẻ mệt. Còn em sao? Em ở nhà làm sao? Cực công hỏi xong hai đứa hỏi nhau về cái ngày của mình trong cuối giờ, trong cuối của một ngày. Rồi là thì giờ để chung cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau một cốc kính thánh. Rồi hai đứa thì giờ để nắm tay nhau mà đến với Chúa để tỏ lòng biết ơn Chúa về những phước hạnh mà Chúa ban cho mình trong ngày hôm nay. Rồi cũng dâng lên Chúa những nhu cầu có cần của vợ chồng và của những người khác ở trong hội thánh, của dòng họ. Rồi chúng ta, cái cách mà hai đứa nắm tay nhau trong mỗi đêm là cái cách bày tỏ mình xác nhận Chúa ở giữa, Chúa làm chủ của hai đứa và Chúa là chất keo. Mỗi lần mà hai đứa đang có không gì vui nha mà hai đứa nắm tay nhau trước đến Chúa là tự nhiên là giận hờn quên hết liền. Lạ lùng lắm, ông bà chị em có áp dụng có thấy thử không? Khi nào mình giận, mình buồn cái gì đó mà đến với Chúa, hai đứa cùng đến với chân Chúa là Chúa cất hết tất cả những cái bực bội đi và gương vỡ lại lành, thì hai đứa lại yêu nhau lại. Thành ra chúng ta thấy là cái bày tỏ cái việc mà cầu nguyện gia đình lễ bái đó là không thể không có được nếu mà thật sự ín yêu Chúa. Vì đó là cái lửa nó hâm nóng tình yêu của hai đứa, nó nhắc nhở mình là có Chúa ở giữa. Và khi có con rồi lại càng quan trọng hơn, tập cho con trong phục truyền rộng sáo. Mà có thể là một cái lúc khác, tôi ở đây là tôi không có nói về vấn đề gia đình dạy con, nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Có một cái survey để mà làm cho 20 điều nhiều nhất mà cha mẹ chọc giận con đó. Chúng ta thấy là trong Kinh Thánh nói là hỡi kẻ làm cha đừng chọc giận con đó. Thì một ông mục sư cơ đốc đã làm ra một cái survey 10.000 em để nói là cái em ghi ra cái điều nào mà ba má làm mà mấy chọc giận tụi em nhất, tụi con viết vô. Thì cuối cùng trong 10.000 em đó, ông ấy lọc ra 20 cái mà nhiều em viết nhất. Và ông bà chị em có biết chuyện gì không? Nếu mà ông bà cần cái tờ đó, tôi sẽ gửi cho cô mục sư Nam Phương, rồi cô mục sư sẽ gửi cho ông bà chị em là cái mà sưu tầm từ 10.000 các em đã nó trả lời cái câu hỏi đó, và ông chọn lại 20 điều mà nhiều nhất đứa nói đó. Và cái điều nhất nên trong 10.000 đứa là đứa nói nhiều nhất là ba má đừng cãi nhau. Là ba má cãi nhau là làm cho tôi con giận nhất, con sợ hãi nhất. Mình không có đem cái không khí bình an, hòa thuận, vui vẻ mà khi hai vợ chồng cãi lộn nhau trước mặt con. Thì tôi thấy là cái chuyện vợ chồng hòa thuận nhau, đem con cái lại ngồi dưới chân Chúa để hát với nó, vui với nó, làm cho cái giờ không khí gia đình hết sức là vui tươi, hết sức là không có nặng nề như giờ thờ phượng vậy đó. Rồi bữa nay bữa nay là Jimmy hướng dẫn hát bài hát nha, cái nó hát bài hát thiếu nhi. Rồi bữa ngày mai là Nancy hay là Ngọc Hoa Hồng gì đó, ngày mai con họng bài hát đó, cái mình tập cho mỗi đứa làm gì đó. Rồi đứa nào thuộc được câu kinh thánh nè, giơ tay lên mẹ thưởng, rồi nó đọc câu kinh thánh đó. Rồi mình mới hỏi là câu kinh thánh nó có nghĩa gì ba, rồi có nghĩa gì má, có nghĩa gì. Thế là mình làm cho cái không khí của cái giờ giờ gia đình lễ bái nó vui tràn đầy tiếng cười rất là vui. Đọc một câu kinh thánh nhẹ nhàng rồi cha mẹ nhắc nhau, rồi hôm nay có gì chúng ta tạ ơn Chúa nè. Sao Timmy, con nay con đi học trong trường sao? Dạ con đi học ngoan, con cốt tốt. Rồi sao nè, nghĩa là mỗi đứa đều có cái gì để mình dạy nó để biết ơn Chúa. Rồi còn một cái gì để mà con lo nè, con phải cầu xin Chúa nè. Ô ngày mai con có test, thành ra cầu nguyện cho con làm được. Ví dụ như vậy, thành ra tập cho con nó cũng biết rằng có cha, cái gia đình này, gia đình có một người cha trên trời. Và ba mẹ cũng có một người cha trên trời giống con. Và con cũng có một người cha trên trời giống như ba má. Ba dưới đất này là nhiều khi có những chuyện mà ba thương con lắm mà chỉ ba làm không được. Nhưng mà cái ông cha trên trời đó là muốn cái gì cũng có hết. Mà con gọi giờ nào cũng được. Nhiều khi con muốn ba mà ba mắc đi làm con gọi không được. Nhưng mà lại cha chúng con ở trên trời đó, cái cha trên trời đó bất cứ giờ nào con gọi cũng được hết á. Ở Mỹ này thì emergency gọi 911, nhưng mà là con của Chúa chúng ta có số 333, không phải là 911, 911. 333 là gì? Jeremy đoạn 33 câu 3.
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho con việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết, lúc nào cũng dạy cho con. Con ơi, mình có số 333, lúc nào con cũng kêu cha nha, cái đường dây với cha trên trời không bao giờ bị bận, sáng trên chiều tối bất cứ nửa đêm thức dậy thao thức, có chuyện lo kêu cha, cha cũng nghe. Thi Thiên nói là mắt cha không hề buồn ngủ, Chúa không hề buồn ngủ, Chúa không hề chợp mắt. Mình phải dạy cho con mình biết là luôn luôn trong nhà này là có cha, ba với mẹ cũng làm theo cái cha trên trời, tụi con cũng có cha trên trời. Mai mốt tụi con đi đâu, bất cứ không có ba, có mẹ bên cạnh, thì cái cha trên trời luôn luôn đi theo con. Mình dạy con như vậy, thì khi mà con lớn lên, con ra khỏi tổ ấm, đi dông, đi dài, nó không bao giờ nó quên được cái người cha trên trời, mà nó đã được cha mẹ dạy dỗ, dạy dỗ, dạy dỗ hàng ngày. Trong bữa ăn, nay má xài chiên cá ngon quá. Rồi má hỏi, má đố tụi con là cá ở đâu ra? Cá mà má để trên bàn má chiên này nè, ở đâu ra? Cái một đứa nói, ô má mua ngoài chợ. Ừ giỏi lắm, đúng là má mua ngoài chợ. Giờ giờ má hỏi chứ, chợ ở đâu có cá mà người ta bán? Cái một đứa lớn hơn suy nghĩ chút chứ, ô mấy cái ông mà đi ra ngoài tàu, mà đi, đi đi ra ngoài biển đó, rồi bắt cá đó, rồi đem vô bán cho ngoài chợ. Ờ con giỏi lắm á, đúng là như vậy rồi. Nhưng mà ai làm ra con cá ở ngoài biển? Đó, mình thấy không? Trong cái mình nói chuyện rất là vui vậy đó. Chúa làm, quá giỏi luôn. Rồi đúng, Chúa làm. Thành ra trong cái chuyện gì dạy con, khi đứng, khi ngồi, khi ra ngoài đường, khi chỗ dậy, là phục truyền đoạn 6. Đó là dạy mọi lúc, mọi nơi, lúc nào mình cũng đem Chúa vô được hết. Thành ra làm cho con thấy là cái người cha trên trời đó luôn luôn hiện diện trong gia đình, hiện diện trong lòng má, hiện diện trong lòng ba. Và nó quen như vậy là hiện diện trong lòng nó luôn, nó đang bị bệnh. Con ơi cầu nguyện đi con, cha trên trời sẽ chữa lành cho con. Con đang bối rối, cha trên trời là đấng khôn ngoan sẽ giải cứu cho con. Rồi nhà bây giờ ba bị kẹt tiền, nó cha là người cung cấp. Thành lúc nào mình cũng cho con cái mình thấy là cha, cha, cha trên trời đó là tất cả của đời sống. Thì làm sao mà con đó nó lớn lên mà nó không có giữ cái lòng tin nơi người cha đó được. Ông bà chị em có biết là 75 đến 80% các em lớn lên trong nhà thờ, khi nó ra tới năm thứ nhất đại học, nó ra khỏi nhà thờ rồi, nó bước vào cái môi trường của đại học là nó bỏ nhà thờ luôn, không chúa tôi gì nữa hết. Là tại vì sao? Tại vì nó đi nhà thờ, nó đọc vẹt vẹt ông Môi-se, ông David, Chúa Giê-xu, nó nói rành như là như một đứa học lớp 3 mà hỏi 45 ông tổng thống của Mỹ, 46 ông tổng thống, nó nói rẹt 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 rẹt. Nhưng mà tại vì bài học của nó lớp 3 đứa nào cũng học cái bài đó, thì nó nói vậy thôi, nhưng mà mấy ông đó không dính gì tới đời nó hết. Mấy đứa nhỏ vô trong nhà thờ, cô giáo dạy học thuộc lòng thi kinh thánh đủ thứ. Nó kể chuyện David cho mà nghe, nó kể chuyện Giô-sê cho mà nghe, ông Samson cho mà nghe. Nhưng mà mấy ông đó không có dính gì tới đời nó hết trơn. Thành ra khi nó là cái đức tin môi trường. Đến khi mà nó ra khỏi cái môi trường nhà thờ, ba dẫn đi nhà thờ thì con theo, vậy thôi. Bây giờ con đi vô, ở trong đơm, con ở ra ngoài, ở đại học rồi. Vô một cái môi trường hoàn toàn không có nhà thờ, không có bạn bè, không có chú tôi, không có cha mẹ gì hết, và toàn là những người không biết Chúa gì hết, thì nó nhanh chóng nó hòa nhập vô môi trường mới. Thì chúng ta ngồi khóc hận, ông bà chị em ơi, tại vì trong suốt thời gian 18 năm nó ở dưới mái nhà của mình chưa hề bày tỏ cho nó biết là ba sống vì cái có cái người cha, người cha, người cha, người nghe trên trời dạy nó, người cha trên trời. Chúa nói là những lời ta truyền cho ngươi ở tại trong lòng ngươi, rồi ân cần dạy dỗ cho con khi đứng, khi ngồi, khi ra ngoài đường, khi chỗ dậy. Để mình cho nó luôn luôn nó ấn ở trong đầu, nó không phải là người cha dưới đất, mà là người cha trên trời. Rồi cũng cho nó biết luôn á, con ơi, cuộc đời là sống vậy thôi. Còn con á, là một phần trong trong chương trình của Chúa. Chúa tới một cái là Chúa đón tụi mình đi đó nha con. Đừng có mê đắm trần gian này. Mà chính cha mẹ còn mê đắm trần gian này thì làm sao mà dạy con đi trong đường lối của Chúa được. Tôi xin lỗi ông bà chị em, tôi rất là đau lòng. Vì nhiều người nói là con của Chúa, rồi á, rồi con lớn lên rồi á, con không biết Chúa gì hết trơn rồi ngồi khóc. Nhưng mà nhìn lại tại sao nó không biết Chúa? Là mình đã không trồng cho nó, mình không làm gương cho nó, mình không cho nó thấy được cái người cha trên trời thiết thực là như thế nào. Mà ba mẹ đang tôn quý thờ phượng mỗi chuyện làm gì, không làm theo lời ai hết, làm theo lời cha trên trời. Thành ra nếu mà mình dạy con như vậy thì không bao giờ con, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho nó trở về già, không bao giờ lìa khỏi nó. Bây giờ tôi đi đến cái 7 nguyên tắc của hạnh phúc hôn nhân, rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái bài học bữa nay. 7 nguyên tắc cho hôn nhân hạnh phúc. Thứ nhất,
là chúng ta phải giấy thấy giá trị quý báu của gia đình mình khi có Chúa làm chủ. Nãy giờ chúng ta nói điều đó rồi. Thứ hai, vợ chồng cùng sống đúng vai trò theo lời Chúa dạy. Thứ ba, vợ chồng phải quan tâm, lo tưởng, cầu thai cho đời sống đức tin của nhau. Đức tin vẫn là priority, vẫn là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải cơm áo gạo tiền. Chồng thì đi làm thì nhiều, rồi vợ thì đi làm thì tiền, rồi đua nhau. Thấy người ở trong sở mới mua cái nhà lớn thì mình cũng quýnh đích lên rồi ráng cậy thêm nhiều để mua cái nhà lớn hơn cho người ta. Cô đó, vợ chồng nhà nó qua sau mình mà sao nó có nhà bự hơn mình qua trước mà. Thế là cứ trèo lên để xua đòi những cái chuyện đó mà không có quan tâm gì đến đời sống đức tin hết. Thứ tư, vợ chồng tôn trọng, yêu thương, biết ơn nhau và dành thì giờ cho nhau. Tôi sẽ nói cái điều này kỹ hơn trong tuần tới. Vợ chồng học, biết và áp dụng cái cách nói chuyện với nhau, và chúng ta cũng sẽ học một tuần về cách nói chuyện với nhau. Thứ sáu, vợ chồng cùng giải quyết nan đề với nhau theo ý Chúa chứ không phải theo ý mình. Và thứ bảy, luôn áp dụng nguyên tắc ưu tiên của chữ Joy. Chữ Joy nó gọi là J-O-Y. J là Giê-xu, tức là Chúa luôn luôn là chủ. Làm cái gì hỏi chuyện này làm đẹp lòng Chúa không? Không đẹp là không làm. Thứ hai, O là order, tức là người phối ngẫu của mình. Mình làm chuyện này có làm buồn chàng không? Có buồn nàng hay không? Nếu buồn Chúa, làm buồn nàng là không làm. Rồi cuối cùng mới là chữ Y, tức là you, là chính mình. Luôn luôn mình đặt là Chúa là trên hết, rồi đến người phối ngẫu của mình, rồi mình là sau cùng. Thì nếu mà vợ chồng nào, gia đình nào mà đi theo bảy đường này, tôi chắc chắn với ông bà anh chị em, gia đình tràn đầy phước hạnh không thể tưởng tượng, để những người khác nhìn vô mình, người ta thấy ham luôn, người ta cũng ao ước sao mà hai vợ chồng đó mà sao mà nó hạnh phúc quá. Là bởi vì sao? Bởi vì mình đi đúng theo con đường này, mình đi đúng bảy cái nguyên tắc này. Bây giờ là bảy giờ 58, tức là 8 giờ 9 giờ, đúng tôi đã ngừng giờ ở đây rồi, đúng với buổi học. Đúng là thiệt ra thì hình như là cô mục sư Nam Phương kêu tôi là 7 giờ đến 8 giờ rưỡi thôi, mà tôi đã nói tới gần 9 giờ rồi. Tôi cũng xin lỗi, tôi sẽ nhắc Amy là nhắc rồi, Amy không nhắc gì hết trơn. Dạ, nãy giờ con nghe hay quá, anh ta không dám nhắc. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng để đừng để cho ông bà phải trễ giờ quá. Bây giờ đây là nhiệm vụ của chúng ta đây, là tuần sau chúng ta sẽ học về đáp ứng nhu cầu của nhau trong hôn nhân. Đó, chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa là ảnh có nhu cầu gì, rồi em có biết không? Rồi em có nhu cầu gì, anh có biết không? Để hai đứa yêu nhau mà lấy lẽ kính nhường nhau, yêu thương nhau mà chiều nhau. Thì chúng ta sẽ đi sâu hơn trong cái tuần tới. Thì ai mà cố gắng sắp xếp để tuần sau chúng ta coi nhu cầu của mình là cái gì để chúng ta nói. Và nếu mà ai có câu hỏi gì mà muốn hỏi riêng thì xin vui lòng gọi số phone của tôi mà Amy đã để ra trên cái screen đó, và cái email. Ông bà chị em nào bất cứ có câu hỏi gì mà muốn tôi giải đáp riêng thì xin email cho tôi biết, hoặc là text ở trong cái phone cũng được. Còn nếu có câu hỏi nào mà không muốn cho người khác biết rằng mình hỏi, nhưng mà lại muốn cho tôi trả lời ở trên lớp để cho mọi người đều nghe, thì cứ cho tôi biết. Cô không cần nói là ai hỏi, ai đặt câu hỏi này, nhưng mà tôi muốn cô trả lời ở trên lớp thì tôi sẽ trả lời trên lớp. Còn nếu ông bà chỉ nói với tôi là cô ơi, tôi có câu hỏi này mà cô chỉ trả lời cho một mình tôi thôi, thì tôi sẽ trả liền lời riêng cho người đó. Bây giờ còn một điểm nữa là Amy sẽ xếp tất cả ông bà chị em vô trong cái nhóm, rồi ông bà chị em sẽ có hai câu hỏi. Đây có hai câu hỏi, để tôi lướt qua cho ông bà chị em nghe nha, cho rõ. Câu hỏi thứ nhất là trong ba nguyên nhân chính gây ra nan đề trong hôn nhân đó, là vợ chồng không đặt Chúa làm chủ, vợ chồng không hiểu ý nghĩa thật của hôn nhân, và vợ chồng không làm đúng vai trò, thì theo ông bà chị em là nguyên nhân nào là nguyên trọng nhân nhất, quan trọng nhất tại sao, và nguyên nhân nào là nguyên nhân khó thực hiện nhất là tại sao, và nêu cái hướng khắc phục để làm đúng. Thì coi trong ba chuyện đó, cái nào là quan trọng nhất, rồi cái nào là khó nhất và tại sao nó khó, rồi làm sao để mà đạt được cái điều Chúa muốn. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai là trong bảy nguyên tắc hôn nhân mà chúng ta đã nói với nhau đó, thì đối với ông bà chị em có hai nguyên tắc nào đó là thường thiếu sót nhất?
và tại sao nó lại thiếu sót, và bây giờ làm sao để khắc phục được được nó, thì chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Rồi á, thì năm năm cô mục sư Nam Phương hay là Amy sẽ nói cho các tất cả bạn mình chị em biết mình ở trong nhóm nào. Rồi tới tuần sau đó thì xin đến đúng giờ 7 giờ thì chúng ta sẽ ngồi trong nhóm của chúng ta, rồi chúng ta sẽ bày tỏ ý kiến của mình, nói ngắn gọn ý kiến của mình ở câu 1 của tôi. Tôi thấy cái chuyện mà vợ chồng không có làm đúng vai trò là cái chuyện này là lớn nhất. Bây giờ sửa làm sao? Bây giờ mình phải trở lại vai trò của mình. Tôi nói ví dụ vậy đó. Còn câu thứ hai, tôi thấy cái vụ mà số 4 là khó nhất đó, là tại vì không có thời giờ cho nhau. Đứa nào cũng đi làm bởi chí tử, không có gì vợ nhau. Rồi cái đó bây giờ khắc phục làm sao? Ví dụ vậy đó. Thì sẽ có 15 phút đầu trong tuần tới đúng 7 giờ đó thì chúng ta tới, chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ chia thành cái nhóm nhỏ chúng trả lời đó, và sau đó thì từng cái người nhóm trưởng á, sẽ trình bày lên cho cả cả buổi lớp của chúng ta, cả lớp học của chúng ta hay là cái giờ học của chúng ta, cho biết là ở nhóm 1 thì nói cái câu 1 là cái này cái gì đó thì chúng ta sẽ trả lời chút xíu. Còn nếu mà mình trả lời giống như cái nhóm kia thì mình không đọc lại nữa, mình nói tôi cũng trả lời giống như cái nhóm kia, để cho chúng ta được ngắn gọn. Và nếu có câu hỏi gì đó thì cũng có thể hỏi, mà nếu mà những câu hỏi mà không có tính cách riêng tư đó thì cũng có thể đặt ngay trong cái nhóm của mình, rồi cái người trưởng nhóm, đại diện nhóm sẽ nêu ra và tôi sẽ trả lời ngay ở trong lớp học nếu như mình muốn đưa ra. Thì chúng ta sẽ nếu mà có gì thắc mắc, còn một phút nữa nếu mà có ai thắc mắc gì thì xin mở volume ra và hỏi. Ai hỏi gì không ạ? Trước khi chúng ta cầu nguyện chấm dứt. Dạ, cho em hỏi cái cô Tuyết cho cái 7 cái nguyên tắc á, cái thứ 6 á, cô Tuyết đọc lại em. Nguyên tắc thứ 6 hả em? Vợ chồng cùng giải quyết nan đề với nhau theo lời Chúa dạy. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ, hiện giờ thì thấy group của Hồng Đông, thành ra Amy sẽ quyết định nên mình chia lại hai group. Dạ, Amy chưa có, Amy chỉ có thể nói rằng Amy sẽ nhờ bà mục sư Kim và dì Sáu Lộc sẽ là trưởng nhóm của hai group đó. Rồi tuần sau khi mà vô đó thì Amy sẽ để mọi người vô theo cái group. Và hiện giờ thì Amy không thể nói được là ai sẽ nằm trong group nào. Thì thường thì Amy sẽ group ra nhóm, một group của những người lớn tuổi vô một group và những người trung niên vô một group. Thì là mình sẽ, bây giờ hiện giờ thì Amy sẽ chia làm hai group giống như vậy. Dạ. Cảm ơn Amy như vậy rất là tốt. Dạ. Mà bây giờ đó, những người có cố gắng coi lại cái câu hỏi đó, rồi mình về mình suy nghĩ, để mà tới tuần sau mình vô là mình trả lời liền, chứ không phải là mình cần phải suy nghĩ gì hết, tại vì mình có một tuần để mình có câu hỏi rồi. Nếu mà nhanh nếu mà ai có thể thì chụp hình lại, mà không thì trong tuần Amy cũng sẽ gửi ra bằng text message. Rồi Amy vẫn gửi theo group của các chị, rồi group của các anh, và group của người lớn thì sẽ nhờ dì Sáu gửi, dì Sáu Lộc gửi. Cảm ơn Amy. Dạ. Cái tiện nhất là ai đang có cái iPhone đó thì cứ chụp hình cái này là về nhà mình khỏi cần nhờ, không thôi là Amy cũng sẽ gửi được. Còn có ai có hỏi gì nữa không ạ? Có ai muốn cô Tiếp tư vấn riêng thì xin thách cho cô Tiếp. Hay là gọi cho tôi, rất là sẵn. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta cầu nguyện nha. Rồi cho các ông bạn. Khoan anh, Nam Phương, Amy xin cho lại cái chỗ địa chỉ của cô Ánh Tuyết đi. À. Ok, đợi chút xíu nha. Hay là nếu ai mà muốn trong tuần có hỏi thì cũng có thể gọi cho em đi, em sẽ đưa cái số điện thoại với email của cô cho. Có ở trên màn hình đó, ai muốn cần chụp hình thì đó, thì lấy cái số đầu là 949 rồi 413 7456. Còn cái email là trên màn hình đó. Ánh Tuyết chấm chấm một cái Fisher rồi a@uuc.edu. Bây giờ nếu không còn câu hỏi nữa thì chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa là mình đang nghỉ nha. Kính lại Thiên Phụ từ ái của chúng con một lần nữa, chúng con hết sức cảm ơn Chúa cho cơ hội quý báu mà tất cả chúng con cùng ngồi lại với nhau để đối diện trước lời của Chúa. Và tất cả chúng con đều thấy lòng mình sợ
và tất cả chúng con đều thấy chúng con còn rất là nhiều thiếu sót. Vì cái sự thiếu sót của chúng con mà thay vì chúng con được hưởng những cái hạnh phúc ngọt ngào, phước hạnh ở trong tình hôn nhân thì chúng con cũng đã làm tổn thương nhau. Thì xin Chúa tha thứ cho chúng con trong giờ này, cho chúng con mặc lấy sự khiêm nhường để chúng con nhận biết lỗi của mình. Và nhất là đi về tối hôm nay thì mình sẽ có dịp nói chuyện với người phối ngẫu của mình, xin lỗi Chúa, rồi nói chuyện với nhau mình đã sai trật chỗ nào, và xin Chúa giúp đỡ để mình sẽ thay đổi lại. Và Cha ơi, xin Chúa cho Đức Thánh Linh là đấng đã cáo trách, cảm động lòng chúng con để chúng con thấy chúng con học không để áp dụng cho ai khác mà cho chính mình, để rồi chúng con sửa lại trong cơ hội Chúa còn ban cho, để chúng con đẹp lòng Chúa, vì chúng con biết rằng chúng con sẽ đối diện với Chúa trong một ngày rất gần. Cho nên chúng con sẽ nói gì nếu Chúa đặt câu hỏi là con có làm đúng vai trò mà ta giao cho con không? Thì chúng con biết ăn làm sao, nói làm sao với Chúa đây? Con cảm ơn Chúa vì Ngài chưa đến. Cảm ơn Chúa còn cho chúng con có cơ hội để chúng con làm lại những chỗ chúng con thất bại. Xin thêm sức cho ông bà chị em chúng con, những ai bị tổn thương, xin Chúa chữa lành. Để rồi chúng con nhìn xem Chúa và Chúa ban sức để chúng con tiếp tục làm cái phần của mình. Rồi chúng con làm là vì Chúa, hết lòng làm vì Chúa, chứ không phải làm cho người phối ngẫu, mà là vì Chúa đặt để chúng con trong vai trò đó. Thì chúng con vì yêu Chúa, Chúa đã làm tất cả cho chúng con, thì Chúa muốn chúng con bày tỏ lòng biết ơn Ngài, lòng kính yêu Ngài bằng cách chúng con vâng lời Chúa. Lời nói của Chúa làm cho chúng con rúng động, câu hỏi của Chúa làm cho chúng con sợ hãi. Sao các ngươi gọi ta Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ôi Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con và giúp sức cho chúng con và cho chúng con niềm vui vì Chúa đang cho chúng con có cơ hội để thất bại thì làm lại. Con cầu nguyện để khích lệ tất cả ông bà chị em con trở về trong niềm vui biết ơn Chúa vì cho chúng con có cơ hội xét lại mình, để Chúa yêu thương chúng con, Chúa cho chúng con cơ hội để chúng con làm lại, chúng con làm tốt hơn, để điều mơ ước của chính mình con cũng như tất cả ông bà chị em chúng con là khi chúng con gặp Chúa, không biết là rất là sớm, chúng con không biết chừng nào, nếu mà Chúa chưa trở lại thì Chúa cất chúng con về thì cũng không biết ngày nào, cho nên chúng con phải rất là vội vã, lật đật mà làm theo lời của Chúa, để khi chúng con gặp Chúa thì chúng con chỉ mong chờ một đôi mắt tràn đầy tình yêu và hai chữ từ môi miệng Ngài rằng được lắm. Chúng con chỉ mong chừng đó thôi Chúa ơi. Xin giúp đỡ cho chúng con để chúng con lấy điều đó làm động lực mà chúng con làm đúng vai trò mà Chúa đặt để cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. Xin giúp cho ông bà chị em chúng con về ngủ ngon. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của ông bà chị em chúng con đã tham dự trong buổi học này. Xin Chúa ban phước lại cho ông bà chị em chúng con và gìn giữ chúng con trong suốt tuần lễ tới. Những gì mà chúng con học được, con cầu xin Chúa đừng để trôi qua từ lỗ tai này qua lỗ tai kia mà ma quỷ sẽ cướp mất hạt giống này. Nhưng Cha ơi, nguyện Thánh Linh Chúa giữ gìn những gì mà đã học được trong đêm nay, trong lòng, trong trí của chúng con, thôi thúc chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa một lần nữa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Nam Phương. Cảm ơn tất cả ông bà chị em rất là nhiệt tình có mặt tại buổi hôm nay. Chị Tiết. Và chúng ta sẽ hẹn gặp thứ bảy tuần sau. Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn cô Tuyết. Em chị Tiết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.